Hà Trinh xin chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với không gian ngọt ngào, lãng mạn và tình tự của chuyện tình chúng mình. Đây là mini blind show kỷ niệm 5 năm ca hát của cặp đôi Vũ Thịnh và Fanny. Và hôm nay không chỉ có quý vị khách mời, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ, những người đã đồng hành cùng Vũ Thịnh và Fanny trong chặng đường vừa qua. Chúng ta còn có rất nhiều quý vị khán giả yêu thương đang ngồi ở dưới và cả quý vị đang theo dõi nhà qua livestream nữa. Nhớ thả tim thật nhiều cho chuyện tình chúng mình nha. Hôm nay không chỉ là một không gian ấm cúng để ngồi mình kể chuyện bằng âm nhạc, và điều quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng được nghe lại chuyện tình thật là ngọt ngào, đáng ganh tị của Vũ Thịnh và Fanny. Còn bây giờ, còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với bài hát đầu tiên, một bài hát rất quen thuộc, đánh dấu chuyện tình của cả hai người. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thì hôm show 3 phút. Cảm ơn City Crew, cảm ơn các bạn dancers rất nhiều đã làm cho bài hát thật sôi động. Và xin mời hai bạn đến thật gần với những người thương của chúng ta đây. Xin giới thiệu cô dâu chú rể, à không, Fanny Vũ Thịnh. Mic của các bạn được trang trí rất là lấp lánh và nổi bật trong ngày hôm nay, để chúng ta dễ tiếp cận với nhau bằng nhiều câu chuyện thú vị và ngọt ngào. Xin mời Fanny, xin mời Vũ Thịnh gửi lời chào đến tất cả mọi người trước nha. Xin chào tất cả mọi người, em là Vũ Thịnh ạ. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt ở đây, em là Fanny ạ. Và bọn em là Thịnh Ni. Em có logo luôn chưa? Sắp rồi chị ạ. Ôi dễ thương quá, bây giờ người ta không gọi riêng Vũ Thịnh Fanny mà gọi là Thịnh Ni, giống như một thương hiệu luôn rồi đó. Và nhìn cách hai em biểu diễn mà cũng thấy được cái sự hòa hợp rất là ngọt ngào, rất tự nhiên, không cần phải cố gắng gì hết, cũng giống như tình cảm của mình vậy đó. Mọi người cảm thấy như thế nào về không khí ngày hôm nay mà Wildstar đã mang đến trong cái không gian như thế này?
Thật sự đối với em thì bây giờ đang rất là run ạ và rất là vui bởi vì là có mọi người, đầy đủ tất cả mọi người đã có mặt ở đây ủng hộ cho bọn em trong ngày hôm nay. Một ngày mà đối với bọn em rất là quan trọng và rất là trọng đại. Fanny là hôm qua là có còn khóc nữa. Lúc duyệt chương trình là còn khóc nữa mà hôm nay chắc là đông người mà đông người ủng hộ này thì kiểu gì cũng khóc nữa rồi. Đừng cứ nói nữa, người ta đang nín rồi. Tại vì em, đây là lần đầu tiên tụi em có một cái mini live show cho nên là cũng khá là run. Run ạ. Ngày xưa em hay đi xem bói thì hay là xem tử vi thì mọi người hay bảo bọn em là số bạn này là có quý nhân phù trợ. Nhưng mà ngày hôm nay là hình như là gần 100 người phù trợ hay sao ấy, rất là đông. Rất nhiều quý nhân ở đây ạ. 100 người là đại diện thôi em ơi, còn nhiều hơn nữa. Hãy dành cho các bạn một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thật sự đây là một mốc quan trọng, Vũ Thịnh vậy. Và hình như là phong thủy ở này tốt hay sao á, những cái mốc quan trọng nhất đời em đều diễn ra ở đây hết, Vũ Thịnh. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Có người yêu nè, và có live show đầu tiên. Em đã mơ về live show này từ bao giờ? Và giấc mơ nó như thế nào để đến ngày hôm nay nó thành hiện thực? Thật ra là trước đến giờ thì em cũng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Về những cái sản phẩm và những cái live show thì em cũng đã có một số những cái ấn tượng riêng của bản thân và với cả với nhóm. Có anh Ngọc đây là anh trưởng nhóm đã theo em, đã gọi là dẫn dắt em là từ đầu con đường sự nghiệp đến bây giờ. Và nhưng mà đây là một trong những thành tựu cá nhân, đối với em là một trong những thành tựu cá nhân mà khá là thành công mà hiện tại là đang rất là được rất là nhiều người yêu mến đó. Đấy là một cái điều may mắn của em và Fanny. Đúng người đúng thời điểm luôn. Dạ. Fanny ơi, còn em thì sao? Em đã chuẩn bị gì cho live show này? Ngoài việc mình tập hát, tập nhảy là điều hiển nhiên rồi ha. Ngoài việc mà mình cùng với các bạn sáng tác bài hát mới là cũng là điều mà phải làm rồi. Quan trọng nhất là tâm lý và những cái cảm hứng của em cho ngày hôm nay. Dạ, thiệt ra thì em phải chuẩn bị cho mình là không có được khóc. Không được khóc quá nhiều, tại vì mỗi lần mà em cứ nói là sao em khóc, là sao mà em không nói được cái gì hết trơn. Cho nên là em quyết tâm là hôm nay không được khóc. Chưa gì mà cháu em ngồi chứ nó trêu em rồi kia kìa. Đâu, 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 gia đình em ở đâu? Đây, xin chào con. Để cho Fanny yên tâm hát nè. Mọi người ở đây, gia đình ở đây, bạn bè ở đây và tất cả các anh chị luôn đồng hành với tụi em cũng ở đây. Đủ cho mình thấy một cái vòng an toàn rất là chắc chắn. Mình có những người bạn không chỉ là tử tế dễ thương còn rất là sẵn lòng sáng tác, ví dụ như Thái Ngân nè đó, đúng rồi ạ, Danh Bi kìa, anh dạ, Ngọc đúng rồi nè ạ. Đi Lô kìa đó, còn các bạn Tỏ Tình Hoàng Mỹ là một đại gia đình rồi. Và hôm nay thì mình sẽ có rất nhiều những bài hát được gửi đến cho mọi người. Vừa rồi bài hát rất là quen và cũng đánh dấu hành trình của tụi em rồi, nhưng mà lát nữa tụi em có định bật mí những cái ca khúc mới, đặc biệt là trong album mới, biết đâu. Dạ vâng ạ, nãy giờ mãi giới thiệu quá em quên mất không nói là ca khúc vừa nãy là Mashup, mà hai cái sản phẩm đầu tiên đánh dấu là đầu tiên con đường mà cặp đôi của bọn em. Bài hát đầu tiên là Hôn Sâu 3 Phút là do Vicky Nhung sáng tác, chị Vicky Nhung sáng tác. Bài hát thứ hai là bài Cảm Giác Lạ là của anh Phạm Đình Thái Ngân ở đây. Và điều đặc biệt của ca khúc vừa nãy là không mất tiền ạ. một điểm chung của ca khúc đấy là không mất tiền. Thật sự là em rất cảm ơn mọi người, bởi vì những cái bước đầu tiên em được rất là nhiều người giúp đỡ như vậy. Không phải là ai cũng có may mắn nhận được những cái sự giúp đỡ như thế. À đấy, thu âm không mất tiền luôn, anh Ngọc. Người nhà chồng ạ. Đấy ạ. Ồ, rồi tới bây giờ được bao nhiêu view rồi, em nhớ không? Dạ, nếu mà tổng cả hai thì chắc là tầm hơn 2 triệu ạ. Wow, dạ, vâng. Một trang phát cái thành tích nho nhỏ này, không dạ, mất vâng. tiền luôn. Zero to hero. Dạ, dạ vâng. Đúng rồi, quay phim là còn được hỗ trợ rất là nhiều từ anh Randin nữa ạ. Dạ vâng, em nói chung là được rất là nhiều người hỗ trợ luôn, có cả bên Hải Sản Hoàng Gia rồi bên Minh Tuấn Mobile. Nhưng mà nếu mà để ngồi đây mà nói những người hỗ trợ mình chắc là nói hết cả một ngày mất. Lát phải gửi hoa cảm ơn nữa. Dạ vâng, em rất là vui tại vì ngày hôm nay là mọi người đều có mặt ở đây. Nên là mong rằng mọi người hãy thưởng thức một đêm nhạc thật sự là trọn vẹn. Mà em biết tại sao mọi người thương tụi em dữ vậy không? Tại tụi em dễ thương. Yeah. Và đặc biệt là tụi em biết cách bày tỏ tình cảm của mình. Điều mà rất nhiều người vẫn còn e ngại vì họ chưa mở lòng sẵn sàng với tình cảm và sự can đảm để đón nhận định mệnh đó. Nên hôm nay nguyên cái sân khấu ngọt ngào này là của tụi em. Và chắc chắn là bài hát tiếp theo mọi người cũng đang rất mong chờ để nghe. Xin mời mọi người cùng chuẩn bị nhé. Dạ. Dạ vâng ạ. Trong thời gian các bạn ấy đang chuẩn bị thì chúng ta sẽ ôm lại kỷ niệm xưa một chút. Không chỉ là
hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, các bạn ấy còn thử sức trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau của nghệ thuật như diễn xuất nè, thời trang nè. Và điều quan trọng hơn hết là hai bạn luôn luôn tìm cách để phát triển bản thân mình. Nếu như Fanny luôn gắn liền với hình ảnh của một cô gái ngọt ngào, dễ thương, nữ tính với những cái bản cover phong cách nhạc Hàn Quốc, thì Vũ Thịnh lại gắn liền với hình ảnh một cậu trai cũng hết sức là điềm đạm, ngọt ngào, cùng những bản ballad, những bản tình ca. Hôm nay thì họ sẽ cùng kết hợp với nhau ca khúc đầu tiên Cảm Giác Lạ Khi Hôn. Và không biết đây có phải là một cái gợi ý cho tất cả chúng ta về cái câu chuyện ngọt ngào tiếp sau hay không, hay là những cảm giác mạnh hơn. Nhưng điều quan trọng nhất đó là những bài hát và chất âm nhạc cũng như âm thanh ánh sáng ngày hôm nay chúng tôi mong muốn sẽ được chỉnh chu nhất để dành tặng món quà này cho tất cả quý vị. Hãy thả thật nhiều tim nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt trên sân khấu này. Xa một chút, xa một chút, xa một chút.
khi ta già, tình trước sang tìm nơi chôn. Anh sẽ nấu trên cánh thêm chút hành bình ngăn nhanh. Khi ta già, đầu óc không còn minh mẫn. Em có hứa sẽ không quên tên anh, chỉ yêu anh và yêu hơn lúc đầu. Chỉ ngồi nhớ anh.
ơn mọi người đã lắng nghe hai bài hát của tụi em ạ. Nhưng mà bây giờ chắc là sẽ có một khách mời nữa. Khách mời này thì rất là quen mặt với hai đứa em. Chắc là mọi người cũng sẽ biết bạn ấy. Tụi em đã từng có một bài chung với nhau. Cái anh quay phim ảnh ngồi ở dưới luôn kìa. Anh Randin đó. Không biết mọi người đoán ra được bài hát gì chưa ạ? Em tưởng nó hôm nay Randin lên hát nha. Căng rồi nha. Anh Randin lên hát không ạ? Ok, bây giờ em xin giới thiệu bài hát tên là Thanh Xuân Lãng Phí. Và bài hát này tụi em sẽ trình diễn chung với bạn Mai Vũ Luân ạ. Mọi người cùng lắng nghe. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc thật ngọt ngào nhưng cũng thật nhiều hoài niệm từ Mai Vũ Luân. Thanh Xuân Lãng Phí do chính Mai Vũ Luân sáng tác với phần biểu diễn của Mai Vũ Luân, Fanny và Vũ Thịnh. Mình
em, nhìn anh nồng nàn, em sinh ra để cô đơn. Xin cảm ơn một sáng tác của Mai Vũ Luân. Thanh Xuân Lại Phí xin mời các bạn sẽ cùng trở lại ghế để có thể trò chuyện với mọi người nha. Xin giới thiệu Tim Tím. Hôm nay mặc màu hồng nhưng tên của các bạn ấy là Tim Tím nha. Chào Mai Vũ Luân. Em sáng tác rất là hay, rất ngọt ngào mà hơi có chút buồn. Tính cách của em ở ngoài có giống như màu tím mà cái tim của em đặt tên không? Dạ thì em với Thịnh đều tím à. Em với Thịnh đều tím là tím trong trái tim hay sao em? Dạ tụi em đều thích màu tím á chị nên là tụi em đặt tên của tim là Tim Tím luôn à. Ồ, vậy tim tím của mình á, trong vòng 5 năm qua đó, đã có những kỷ niệm gì đặc biệt em có thể chia sẻ cho mọi người được không? Thì em vô tình gặp Fanny với Vũ Thịnh tầm 3 năm nay. Và thật sự thì em chia sẻ thật là lúc đó là trong cuộc sống em nó có nhiều cái hỗn loạn lắm. Nhưng mà em gặp được hai bạn thì hai bạn giúp em cải thiện rất là nhiều trong cái suy nghĩ của em. Em là một người khá là ít nói, nhưng mà em chơi với hai bạn xong là em nói cũng nhiều lắm đó chị. Đặc biệt dạ. Là bạn nào nói nhiều hơn Fanny hay Vũ Thịnh hả em? Dạ, hai bạn nói nhiều bằng nhau á chị. Cộng hưởng là triple nói nhiều luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì Vũ Luân tự nghĩ lại tất cả hành trình đã đi qua đó. Em muốn gửi gắm đến các bạn lời gì chân thật nhất trong trái tim? Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của Fanny với Vũ Thịnh thì em gửi lời cảm ơn tới hai bạn. Và em cũng muốn xin lỗi. Tại vì trong tim thì em hay có chuyện lắm chị. Em không biết tại sao nhưng mà em cảm ơn hai bạn vì đã giúp em rất là nhiều trong cái suy nghĩ của em. Và em xin lỗi vì em hay gặp chuyện, em hay buồn, em hay mất tích. Hai bạn cũng phải tìm em rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì em xin cảm ơn và xin lỗi hai bạn. Cảm ơn Mai Vũ Luân và nỗi buồn của em chuyển hóa thành một bài hát, một giai điệu rất là đẹp. Cả ba người tuyệt đẹp trên sân khấu này trong giấc mơ đó. Có Mai Vũ Luân nữa và em là một phần rất quan trọng trong hành trình này của Fanny Vũ Thịnh. Nên mọi người cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ em truyền cái mic bling bling này cho một người cũng cực kỳ quan trọng trong trái tim của hai bạn. Đó, cái người mà đó đang ngồi ở giữa cả trung tâm này đối diện với chị nè. Phạm Đình Thái Ngân, hôm nay em thấy làm sao? Em đó chính em. Dạ em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt trong buổi tối hôm nay. Dạ sao ạ? Giờ này em thế nào? Dạ em khỏe đó. Em có người yêu chưa? Dạ chưa. Hôm nay đến đây á, em có thích những cái tinh thần mà Fanny Vũ Thịnh đã xây dựng không? Tại vì bình thường em hay bị ăn hiếp lắm phải không? Mình dạ. Thiệt đi, không có hai bạn ở đây. Dạ thực sự thì nếu mà ăn hiếp thì chắc em là người ăn hiếp hai bạn. Ủa sao trong kịch bản ghi là Thái Ngân hay bị ăn hiếp lắm ta? Cái đó là em đóng vai bị hại thôi chị. À là em thao túng tâm lý hả? Dạ ôi trời. Ủa hay vậy ta? Tức là từ bị hại biến thành người hại luôn. Dạ. Nhưng mà ở đây á, hôm nay chắc chắn là em cũng có rất nhiều bài hát đã sẵn sàng dành cho các bạn. Dạ em bị ép buộc à? Em bị ép buộc bao nhiêu bài hả Ngân? Em khai thiệt đi. Dạ Thịnh nói với em là anh hát nhiều lên đi anh Ngân ơi, anh muốn hát bao nhiêu bài anh hát. Ồ cát xê chắc rủng rỉnh lắm em nhỉ? Dạ không ạ. Giống như cái việc mà nãy Thịnh nói là tặng bài vậy đó, có nghĩa là em cũng đâu có chủ ý tặng đâu. Cái tự nhiên em đưa bài cái xong tự nhiên chọn anh Ngân cảm ơn anh đã tặng cho em bài này. Cái xong cái chúc em hát tốt. Thấy chưa? Vậy tính ra cái người thao túng tâm lý là Thịnh đó chứ không phải là em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em hạnh phúc không? Sau khi em thấy bạn thể hiện cái khúc đó rất thành công và các bạn cũng rất hạnh phúc vì có em là bạn. Dạ thì em hy vọng là hai bạn sẽ cho em đến với một cái đích đến xa hơn giống như chị Trinh sắp tới vào ngày 10 tháng 10 này. Đó chính là một chiếc đám cưới thật là lộng lẫy. Em mong tới ngày đó. Chị cũng rất là mong được góp mặt làm MC đám cưới của em ha. Còn với ai thì chưa biết ha. Vậy thì bây giờ em gửi mong muốn của em cho vũ trụ đi. Giữa trung tâm đó em hét lớn lên qua chiếc mic này. Và sân khấu này là của em. Xin giới thiệu với mọi người Phạm Đình Thái Ngân. Dạ. Vậy muốn nói gì với khán giả em nói bằng âm nhạc nha. Em kể chuyện bằng âm nhạc nha. Dạ rồi ạ. Để chúc phúc cho đôi trẻ thì em cũng có một bài hát em sáng tác dành tặng cho các bạn love ở trong FC của em. Mà em rất là ít hát bài này. Ca khúc được mang tên là Tớ Yêu Cầu. Xin được gửi đến tất cả mọi người.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Tớ Yêu Cậu của Phạm Đình Thái Ngân. Lời cảm ơn vì bao ngày qua cậu luôn ở bên tôi không rời xa. Vậy thì tớ yêu cậu mất thôi, ôi rồi ôi. Phải làm sao để thôi nhớ nhung ôi tôi yêu mơ rồi. Một chút hương nồng thấm mùi bơ, cậu đã đánh thức trái tim hay mộng mơ. Càng ngày tình cảm trong lòng tớ đang to dần to. Chỉ một dòng tin là từng cảm xúc trong tớ vỡ hoa. Tớ được làm ánh nắng ban ngày để soi lối cho tình ta ấm thêm. Hãy được làm ngọn gió đêm hè để tươi mát như cơn mưa nhẹ rơi rơi bên hiên nhà ai thật siêu êm. Oh, oh, I love you every day every time every way you need me. Yêu hơn những gì đã nói, chỉ cần nụ cười em luôn mãi trên môi này. Mặc kệ tất cả anh vẫn ở đây. Một ước ao mong ngôi sao người sẽ hiểu. Anh yêu em nhiều biết bao. Mong ngôi sao ở trên cao sẽ là một niềm tin nhân chứng cho đôi mình. Chuyện tình ta sẽ mãi mãi sâu bên nhau. Cho tôi vô sẽ hạnh phúc nha. Ok, nghe nhá. Ok, ok. Nghe nhá. Yêu em hơn muôn nghìn câu nói, bên nhau thôi muôn ngày không ngát, trao cho nhau từng nhịp cử chỉ quan tâm, lập cho anh đây chỉ ngồi tăng tính trăm năm. Muốn gì nào, muốn gì nào. Ở bây giờ nói sao ta, nói sao ta. Giờ đơn cái guitar, ngồi nghe anh hát lâm la. Ở thật tấm lại là anh muốn đưa em về nhà. Rồi mình thưa má, mình thưa ba. Anh chẳng giống như người ta đâu nè. Anh chỉ yêu mình em thôi mà. Một lần này thôi em nhẹ cho anh một cơ hội chứng minh nha. Hãy ngước được làm ánh nắng ban ngày để soi lối cho tình ta ấm thêm. Hãy được làm ngọn gió đêm hè để tươi mát như cơn mưa nhẹ rơi ở. Rơi bên hiên nhà ai thật siêu em. Oh, I love you every day every time every way you need me. Yêu hơn những gì đã nói, chỉ cần nụ cười em luôn mãi trên môi này. Mặc kệ tất cả anh vẫn ở đây. Một ước ao mong ngôi sao người sẽ hiểu. Anh yêu em khiến cho người ta cảm rung động. Phát cẩu lương tiếp tục đi em. Hát bài gì bây giờ ta?
Yêu nhau nhé bạn thân ạ. Yêu nhau nhé bạn thân ạ. Ok, cho em biết yêu nhau nhé bạn thân ạ. Một sáng tác của Phạm Đình Thái Ngân nữa ạ. Ngân Ngân. Cần dancer xong. Đó. Dạ đâu. Đó, Trung Nguyên. Thế giờ cái dạng dancer này tuyệt vời đó. Vi Dương đó, chất lượng luôn. Dạ thôi nhưng mà mấy bạn đứng lên em thấy kỳ lắm. Đứng lên em thấy kỳ lắm, thấy kỳ lắm. Cho các bạn ngồi đó các bạn thả tim làm thấy vui lắm rồi. Ok ok. Cho nên là các bạn ngồi ở đây các bạn cứ an tọa, đừng ai đứng lên hết là được. Dạ. Dạ rồi. Chợt bừng lên tia nắng, xua tan bóng tối yêu quạnh nơi con tim này. Em ơi, thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã trao. Chẳng hề vô cớ, cũng chẳng cần lý do. Vì yêu, chỉ cần cả hai yêu hết lòng. Hy sinh vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi. Mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Oh, oh, oh. Chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng. Chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng mang. Rồi ngày bình yên sẽ tới, mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm. Mọi ưu phiền chẳng còn vương và chỉ có hai ta mộng mơ. Chẳng hề vô cớ, cũng chẳng cần lý do. Vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng. Hy sinh vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi. Mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Oh, chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng. Chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng mang. Rồi ngày bình yên sẽ tới, mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm. Mọi ưu phiền chẳng còn vương và chỉ có hai ta mộng mơ. Ghê cùng em với nhau. Chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng. Chỉ cần bên
trà thơm, mỗi ưu phiền chẳng còn vương, và chỉ có hai ta mong mơ. Dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm, mỗi ưu phiền chẳng còn vương, chỉ có hai ta mộng mơ. Thấy ơi, chị nhớ rồi, chị phải nói gì với em rồi. Dạ. Cái này không phải chuyện phím, nữa là chuyện thiệt nha. Dạ, chuyện gì chị? Chuyện mà em giấu mọi người đó. Hả? Sao em giấu mà chị cũng biết nữa? Cái chuyện mà không phải chị biết nữa, mà là Fanny Vũ Thịnh biết luôn. Nhưng mà em không muốn mọi người biết, thì bây giờ là đến lúc mình phải nói ra rồi. Mọi người có muốn nghe chuyện đó không ạ? Không, cái chuyện này liên quan tới âm nhạc. À dạ dạ, hết hồn. À dạ dạ, hết hồn. Chứ em định giấu, anh định nói chuyện gì? Em nghĩ chị nói chuyện gì? Em đâu biết gì đâu. Hú tim hả? Cái chuyện á là cái bài mà em sáng tác sắp tới á. À, chị nghe nói thế này nè. Ủa, cái này không phải là gài nha. Dạ. Cái này là thiệt nha mọi người. Là Thái Ngân cùng với Vũ Thịnh và Fanny là một cái mini album. À. Hai bài á là đơn ca solo. Ừ. Em trong đó có một bài. Phải không nè? Dạ, thì đây lại là một câu chuyện dài nữa. Thịnh có nhắn tin với em là anh Ngân ơi, anh có bài gì mà nó buồn mà nó quắc lại luôn á. Em muốn có một hình ảnh trưởng thành. Cái em mới hỏi là ủa tại sao phải buồn mới trưởng thành. Thì Thịnh mới nói là tại vì hồi đó giờ em hát nhạc vui rồi. Em muốn hát nhạc buồn, anh Ngân làm cho em đi. Thì vừa hay em đang chuẩn bị cho một cái album ballad của chính bản thân em trong năm sau. Đang là BA đó mọi người. Giả bộ như mình gắn vô cái tên của cái album mình luôn. Đó, dạ. Mình ra đây mình ngồi nói chuyện ở đó cho người ta có thể bắt được à, dạ, mình tốt chị. Hơn đó. À, rồi, dạ. Nhưng mà sao rồi cái album em làm sao? Dạ, giả bộ không biết rồi, đi. Khi mà em sáng tác bài này xong á thì em mới nói với Thịnh là Thịnh ơi, anh không có đưa bài này cho em được không? Cái xong rồi Thịnh mới nói là cái gì đó, kiểu là anh rất là nhõng nhẽo. Bình thường nhắn tin với em là anh rất là nhõng nhẽo anh. Em diễn lại cái cảnh đó, nếu mà em đọc tin nhắn thì em tưởng tượng lúc đó Vũ Thịnh diễn sao là nhõng nhẽo. Dạ, kiểu ôi dồi ôi chết em, anh Ngân ơi, không được đâu. Anh mà lấy lại bài này là chết em luôn. Em chỉ có một bài duy nhất này thôi. Bài gì mà hay quá vậy ta? Bài này dạ. Nằm trong album sắp tới phải không? Dạ, của rồi. Thịnh. Bài đó hình như chị nghe nói là niềm vui. Thì anh giữ nỗi buồn cho em hả? Ủa cái gì mà kỳ vậy chị? Niềm, ngược quá niềm hả? Vui, niềm vui em giữ, nỗi buồn đưa anh à. À, dạ. Chứ không phải là niềm vui mình giữ, còn nỗi buồn cho người ta. Vậy thì nó trap boy quá à, không được đâu. Vậy thôi, mình nói tên đúng đây ha. Dạ. Dạ, bây giờ thì mọi người sẽ cùng đến với một không gian rất là dễ thương. Một bài hát mà đã giành giật giữa tác giả và người hát. Nhưng mà cuối cùng thì cặp đôi Thịnh Ni cũng đã chiến thắng. Dạ. Niềm vui em giữ, nỗi buồn đưa anh. Một sáng tác của Phạm Đình, Thái Ngân. Xin mời quý vị okay. Cùng thưởng thức. Trả lời anh để anh yên lòng. Dòng lệ nhòa bờ mi nhưng vẫn phải cố cười. Trách sao xưa kia lại để em yêu người. Một người bên em lúc này, một người chẳng thể giữ lấy. Một ngày nào đó ta sẽ nhận ra. Chuyện tình yêu có lẽ ai yêu nhiều sẽ thất vọng nhiều. Có mấy ai yêu thật lòng mình đâu em. Đã bao lần đứng đó nhìn người bên ai, lòng anh như thất lại. Em nói em thương người ta mà sao nước mắt em ứa ra. Thật tâm anh muốn thấy em cười nhiều giống lúc này là
hãy yên lòng em nhé. Giông tố anh cất rồi, anh luôn phía sau em, nhưng lúc em cần niềm vui giữ em thôi, nỗi buồn cứ mang cho anh. Trả lời anh để anh yên lòng. Dòng lệ nhòa bờ mi nhưng vẫn phải cố cười. Trách sao xưa kia lại để em yêu người. Một người bên em lúc này, một người chẳng thể giữ lấy. Một ngày nào đó ta sẽ nhận ra. Chuyện tình yêu có lẽ ai yêu nhiều sẽ thất vọng nhiều. Có mấy ai yêu thật lòng mình đâu em. Đã bao lần đứng đó nhìn người bên ai, lòng anh như thất lại. Em nói em thương người ta mà sao nước mắt em ứa ra. Trời trong xanh, hãy yên lòng em nhé. Giông tố anh cất rồi, anh luôn phía sau em, nhưng lúc em cần niềm vui giữ em thôi, nỗi buồn cứ mang cho anh. Chuyện tình yêu có lẽ ai yêu nhiều sẽ thất vọng nhiều. Có mấy ai yêu thật lòng mình đâu em. Đã bao lần đứng đó nhìn người bên ai, lòng anh như thất lại. Em nói em thương người ta mà sao nước mắt em ứa ra. Niềm vui giữ em thôi, nỗi buồn cứ mang cho anh. Cảm ơn Vũ Thịnh đã thể hiện rất thành công ca khúc của Phạm Đình Thái Ngân. Trước khi nhường sân khấu lại cho Fanny, em có muốn nói đôi điều về bài hát này không? Em lấy đâu ra chất liệu cảm xúc đẹp và buồn như thế, trong khi là tình yêu của mình đang hạnh phúc mà. Mình có thể đến gần hơn với khán giả để trò chuyện nè. Dạ, là đầu tiên thì chắc cho em xin được cảm ơn anh Phạm Đình Thái Ngân. Bởi vì là một ca khúc rất là tuyệt vời, mọi người có thấy là một ca khúc rất hay không ạ? Thật sự là tụi em có rất là nhiều bài hát dễ thương về những chuyện tình yêu đẹp. Thì sắp tới bọn em, con đường âm nhạc của bọn em muốn gắn bó tới những sản phẩm trưởng thành hơn và mang một cái nỗi buồn trong tình yêu hơn. Bởi vì tình yêu nó sẽ có hai mặt là niềm vui và nỗi buồn. Thì bọn em đang muốn khai thác cái khía cạnh nỗi buồn thêm một xíu. Và chắc là không ai hợp lý hơn là anh Ngân. Nên là em đã tìm đến anh Ngân để... Tại vì những bài hát anh Ngân như ví dụ như bài Lạ này, rồi Tay Nắm Tay Rời, thứ anh Ngân thể hiện rất là hay rồi. Nên là em chỉ nghĩ ra anh Ngân. Với việc thứ hai là tại vì bài đầu tiên anh Ngân không lấy tiền của em. Thì em cũng nghĩ thôi, em cũng nghĩ là không biết là cái bài hát tiếp theo này thì không biết là như thế nào. Đợi câu trả lời từ anh Ngân. Thì
Hôm nay chắc ở trên show nhỉ? Mình hỏi chuyện nhau tí anh Ngân ha. Ngân ơi, nghe nói em là một người bạn rất là dễ thương, tử tế luôn. Có mặt cái bạn bè công không bao giờ chối từ điều gì cả, phải không em? Thật sự là lúc đầu là anh Ngân có bảo là bài cứ hát đi, nếu mà không hát được thì để lại cho anh. Đây là cái chất xám và mồ hôi công sức của anh chứ đâu phải là có sẵn. Nên là em có bảo là em sẽ có kinh phí. Rồi em có trả cho Ngân không? Dạ hiện tại thì chưa nhưng mà sẽ có. Còn chưa biết bao giờ thôi. Thế bây giờ Ngân báo giá luôn không? Chốt đơn luôn không? Ok à, đấy thấy chưa? Lấy gấp đôi đúng không ạ? Thì mấy bạn nói lấy gấp đôi kìa. Ok à, mọi người. Anh Ngân dễ thương lắm mọi người. Lấy gấp đôi là anh Ngân giảm gấp đôi đấy. Đúng không? Là đúng giá đúng không? Vậy là đúng giá đúng không? Ok từ từ nhá. Thôi tình bạn của chúng ta là như thế. Bây giờ thì câu chuyện xin tạm ngừng lại ở đây để chuyển qua phần của Vũ Thịnh. Hôm nay thì em thay đổi phong cách rất là nhiều. Từ một chàng trai phong cách trẻ trung, ngọt ngào. Bây giờ em đóng cái bộ suit này nhìn không có quen lắm. Trông nó hơi chững chạc chút xíu. Dạ, đúng rồi. Em thích mình trong phong cách nào hơn? Anh Ngân vừa bảo em già. Ta đã né cái chữ đó rồi. Thì em nghĩ là thật sự là về tâm hồn của em nha. Tâm hồn của cái em và Fanny thì em cảm thấy vẫn rất là dễ thương. Nhưng mà nói chung là mình chắc là cũng... gần U30 rồi anh Ngân ha. Thì nói chung là mình cũng mình cần phải trưởng thành hơn. Em nghĩ là như vậy và bọn em sẽ, thời gian sắp tới bọn em sẽ cố gắng, bọn em sẽ trưởng thành hơn. Và những với hình tượng nó gentleman hơn, không thanh còn lịch, là, dạ vâng, trưởng thành hơn. Dạ vâng. Đây Lan Hương à, em có nghĩ rằng là Vũ Thịnh hợp với phong cách gentleman, rất là thanh lịch, trưởng thành. Tuy bạn 24 nhưng bạn đang muốn đổi thành 42 tuổi á, thì em thấy là ổn không em? À, em thấy là cái phong cách của Thịnh ngày hôm nay là nhìn rất là đẹp trai à. Rất là chững chạc và em cũng kiểu bị bất ngờ ấy. Hôm trước Thịnh quay show, Thịnh với Ni quay show chung với em thì Thịnh kiểu hai bạn rất là cute, không ai quen. Mà hôm nay nhìn rất là quý ông và lịch lãm. Em thấy phong cách này rất là hợp với Thịnh ấy chứ. Giữ nha Thịnh, giữ nha. Dạ, giữ nha. Nhưng mà hồi nãy em đóng bộ suit này, đóng mấy cái cảnh buồn buồn á, nhìn điện ảnh lắm. Dạ, đấy là em tiết chế lại rồi ạ. Chứ nếu mà buồn hẳn ra như thế nào, em có khóc được, em thử làm cho mọi người xem nữa coi. Lúc duyệt sân khấu là em có quỳ gối rồi đập bàn, đập ghế các thứ. Nhưng mà anh chị bảo thôi đừng làm thế. Cái đó hơi ra dẻ. Dạ, làm thế ví dụ như đập bàn, đập ghế anh chị là phải dọn. Nên là thôi mình tiết chế lại, mình đứng đây mình hát thôi. Với lại cái tiết mục sau rồi của Fanny nữa, em đập thì dọn mất thời gian lắm thấy không? Rồi bây giờ thì mọi người đã nghe được câu chuyện của Vũ Thịnh từ đáy lòng muốn thay đổi phong cách. Còn cái chuyện mà thay đổi như thế nào, ra làm sao, phải đổi tới đâu rồi á, lát nữa mình hạ hồi phân giải mình trò chuyện tiếp. Còn bây giờ mình sẽ trả sân khấu lại cho Fanny với một ca khúc rất đặc biệt, thì Thịnh giới thiệu luôn đi. Và sau đây Fanny sẽ gửi tặng mọi người một ca khúc rất là hay, một ca khúc được mang tên là Thôi Cứ Để, một sáng tác của anh Thiện Mai và anh Trung Ngon. Hai anh hình như đã có mặt ở đây ạ. Rất cảm ơn hai anh vì ca khúc rất là hay. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc Thôi Cứ Để. Người ta
tròn các cơn mưa, nỗi buồn sao cứ lặp lại lần nữa. Khi chiều tổn thương đã sẽ nhớ người làm đau ta, hãy sẽ nhớ người ở bên ta lúc cô đơn. Thôi cứ đến ta yêu anh, người ta bên anh em đêm mỗi đêm. Thôi cứ đến người ta thấy em vun đắp cho cuộc tình còn dang dở vì ai. Thôi cứ đến mình em nơi đây chìm trong cơn say. Fanny ơi, em có ước không? Mưa lớn quá nè, đó. Rồi Cẩu Lương tiếp. Đó, xin mời hai bạn sẽ về ghế. Ây chà, một bộ đôi đã thay đổi màu sắc. Fanny và Vũ Thịnh á, không những là đa nhiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà các bạn ấy còn đa sắc trong âm nhạc nữa. Hồi nãy là Hồng ha, dễ thương cô Tepo Maywe, còn bây giờ thì rất là thanh lịch. Và trong ca khúc hơi buồn này á, cho thấy được các bạn đang rất nỗ lực để thử nghiệm bản thân mình trên nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau với nhiều biên độ sáng tác khác nhau. Thì Vũ Thịnh có thể chia sẻ thêm về việc thay đổi phong cách này trong chặng đường này không? À, dạ vâng ạ, giống như là tên live show của bọn em ngày hôm nay là Chuyện Tình Chúng Mình. Là không chỉ là chuyện tình của mỗi bọn em, là chuyện tình của Vũ Thịnh và Fanny. Chuyện tình chúng mình ở đây là tất cả chúng ta đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì tất nhiên là có những lúc vui, những lúc buồn. Thì bọn em muốn là người truyền tải những cái cảm xúc trong tình yêu và nói lên cái câu chuyện tình yêu của tất cả mọi người đang có mặt ở hội trường ngày hôm nay. Nếu mà ai mà cảm thấy câu chuyện của mình, cảm thấy câu chuyện của tình yêu của mình trong những bài hát mà bọn em gửi tới, thì mong rằng mọi người sẽ cảm thấy bài hát thật là hay và ủng hộ bài hát thật là nhiều. Ủng hộ bài hát nhiều hả? Nói ra nó sướng quá không? Dạ. Không, thì đúng là trong cái chuyện tình của chúng mình á, nó sẽ có nhiều cung bậc khác nhau ha. Có những lúc rất là lãng mạn, ngọt ngào. Có những lúc rất là lãng xẹt, lạnh giá gì đó. Mình lạnh đó, người ta đến che ô mình không chịu. Mình cứ để ước như thế thôi. Và có phải rằng là trong cái phong cách âm nhạc của tụi em sau này á, hứa hẹn là không chỉ có những ca khúc tưng bừng phù hợp cho mùa lễ hội, phù hợp cho túi tin ngọt ngào, nhưng mà cũng đồng thời rất trưởng thành, rất người lớn, rất là tình tự hay không? Dạ, thì ra thực sự là như vậy ạ. Tại vì tụi em đang định hướng theo một phong cách mới. Tụi em muốn thử sức mình. Tại vì bình thường em là một người rất là ít hát ballad. Em gọi là chưa bao giờ. Đúng rồi ạ. Đa số em hát mấy bài tin tin vui vẻ, cute, full my way thôi. Chưa bao giờ em hát mấy bài buồn như vậy. Mà tới lúc mà nhận bài á, và tập á, thì tụi em đã phải cố buồn lắm. Nhưng mà nó Nếu mà mọi người nghe thì mọi người nghe kỹ hay là mọi người hiểu về cách hát, thì mọi người cũng thấy là trong nỗi buồn của Fanny vẫn có một cái sự dễ thương cute. Tức là nỗi buồn rất là
nó buồn cười á chị. Okay. Là nỗi buồn có ẩn một nụ cười, một cười thanh thản á hả em? Ồ, cái phong cách này rất là nhân sinh nha. Dạ, nhưng mà ý là Fanny hồi nãy chị thấy có một tích tắc á, giống như em chuẩn bị khóc đến nơi rồi đó. Thực ra thì em không biết sao nữa, nói chung là em rất là dễ mít ướt, em rất là dễ khóc. Cô gái này là sợ bị bỏ rơi. Nên cái khoảnh khắc là rất là sợ cái cảm giác mà em để lại một mình như thế. Ngoài đời cũng là một người như thế, tức là đi đâu hay làm gì thì cũng phải có em đi cùng. Em sợ cảm giác một mình. Nhưng mà dù sao đi nữa mọi người cũng rất là thương em, rất là thích em trong mọi hình ảnh. Và hy vọng là sắp tới còn có nhiều những thể nghiệm âm nhạc mới để thấy được sự đa sắc của cặp đôi Vũ Thịnh và Fanny. Và dù trong màu sắc âm nhạc nào, chúng tôi tin rằng là hai bạn trẻ vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc chỉnh chu nhất và phù hợp nhất với người nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khách mời bên cạnh em đi nhờ. Trời ơi. Xin chào Yan Vi Tô. Hai Yan Vi, lâu quá không gặp. Lời tiên cho phép Yan Vi xin gửi chào tất cả mọi người đang có mặt tại live show của Vũ Thịnh Fanny ngày nay. Vâng, ngày hôm nay thì Yan Vi có mang đến đây một cái bài hát cũng chưa có ra mắt ở đâu cả. Sẽ ra mắt trong thời gian tới. Và cái bài này thì có lẽ là sẽ là một món quà dành tặng cho Thịnh với Fanny, tại vì nó là một cái cảm giác khi anh trông thấy em. Và em đi thấy là nó rất là phù hợp với cả hình ảnh của hai bạn, nên là ngày hôm nay quyết định chọn bài hát đấy. Và hy vọng là tất cả mọi người ở dưới ai sẽ đung đưa nhún nhảy theo bài hát. Anh rất là muốn có một cái điều này nữa. Không biết là đây là mọi người gọi là bên phía gọi là phía nhà trai. Phía nhà trai. Dạ. Có thể giúp anh là đến một cái đoạn mà khi mà anh hát một cái câu lên là mình có thể nhảy cái bài này được không em? Chúng mình cứ sơ hở là nhảy thôi. Thì chúng ta đứng dậy và mời các bạn nữ này nhảy được không? Ok. Và các bạn nữ này có thể hợp tác cùng với cả anh bài hát này được không? Chúng ta cùng nhảy với nhau ở trên sân khấu này được không ạ? Sẵn sàng ạ. Ok. Ngay sau đây không để mọi người chờ lâu nữa, các khúc sẽ mang tên Khi Anh Trông Thấy Em ạ. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Và bây giờ sẽ là ca khúc Khi Anh Trông Thấy Em, Yan Vi. Khi anh trông thấy em, cả thế giới thay màu. Quá khứ tối đen, I wanna let it go. Vậy là lần đầu tiên tôi biết em. Nụ cười làm cho anh phải liếc thêm. Chờ thân giấc một vài nhịp ngay trước thêm. Mình còn kịp nhìn một bài chữ em. Khi trông thấy em, đôi mắt cận lâu lại tự nhiên thấy nên. Lồng ngực bên trái cứ nhảy từng hết lên. Em có thể cho con anh sau này xin ít trên. Khuôn mặt xinh, từng đường nét thon gọn nhưng mà sexy. Một số thứ căng tròn, hãy cất chúng đi chưa cần mang ra. Vì nụ cười em mới là thứ anh chọn. Ooh, lãng mạn hơn cả Paris. Yêu em như Justin, yêu Hailey. High up như là sắc đi. Em làm những giai điệu thêm catchy. Không là em chứ ai, người sẽ xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi đêm dài. If you get my vibe, hãy đến đây ở cạnh bên anh đừng ngại. Khi trông thấy em, và cũng là lần đầu tiên tôi biết em. Khi trông thấy em, nụ cười làm cho anh phải liếc thêm. Khi trông thấy em, chuyển thân giấc một vài nhịp ngay trước thêm. Are you ready? Nhà trai ơi, mình còn kịp nhìn một bài chữ em. Khi trông thấy em, oh, 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 là cả thế giới thay màu. Nhưng quá khứ tôi đen, I wanna let it go. Khi trông thấy em, chờ thân giấc một vài nhịp ngay trước thêm. Khi trông thấy em, mình còn kịp nhìn một bài chữ em. Mình còn kịp nhìn một bài chữ em. Yeah, mình còn kịp.
thấy em khi anh trông thấy em. Đợi chờ gì nữa em, mình đừng bỏ lỡ cơ hội được kề bên. Cơ hội được kề bên. One, two, three, let's go. Khi anh trông thấy em, cả thế giới thay màu. Cho anh phải liếc thêm, chờ thân giấc một vài nhịp ngay trước thêm, mình còn kịp nhìn một bãi chữ em. Đôi mắt thật lâu lại tự nhiên thấy em, lòng ngực bên trái cứ nhảy tưng hét lên hét lên. Em có thể cho con anh sau này xin ít rất là nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các bạn trai xinh gái đẹp mà nhà trai nhà gái hôm nay đấy. Cảm ơn các cùng Yang Bi gửi tặng cho Thịnh với cái Fanny món quà này ạ. Xin mời rất nhiều. Một bài hát quá dễ thương đã biến sân khấu ngày hôm nay thành một cái sàn nhảy khiêu vũ. Và bây giờ thì Vũ Thịnh và Fanny đã quay trở lại với một bộ cánh mới. Và một phong cách này sẽ được diễn tả bằng những từ nào hả Fanny nhờ? Nó vừa cute mà nó vừa trưởng thành. Nó hơi phá cách trưởng thành. Dạ và em nghĩ là cả đối lập nữa. Chị thấy bên đây giống kẹo dạ. Sữa, còn bên đây... Dạ kẹo sữa. Giống cục thang. Giống cục thang, thang, thang. Ủa? Caramel. Kẹo sô-cô-la. Hòa thành cái bánh lăng dễ thương ngọt ngào. Hôm nay thì là mình đã chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện âm nhạc rồi. Và ở phần tiếp theo á, trong cái câu chuyện của mini album mà lúc nãy chị với Thái Ngân có bật mí á, thì có 5 bài hát. Có những bài tụi em đơn ca, có những bài đó tụi em sẽ cùng nhau kết hợp song ca. Thì tụi em có thể bật mí luôn chương đặc biệt này không? Trong phần song ca này á, sẽ có những bài cũ chứ và sẽ có những bài mới chứ? Dạ, trong phần này thì bọn em xin phép được thể hiện những ca khúc mới tinh tình tình của bọn em ạ. Dạ vâng. Mới như thế nào và ai sáng tác cơ? Dạ, ca khúc này... Mới lắm chị ơi. Thì là bọn em cũng mới nhận bài và mới học thuộc và để có thể trình diễn cho mọi người. Dạ, đầu tiên sẽ là một liên khúc, hai bài hát được mang tên là Cứ Quên Đi và Sao Vẫn Còn Yêu, do sáng tác của anh Thiện Mai để gửi tặng tới mọi người. Thì giống như là bộ quần áo bọn em đang mặc là nó sẽ có sự chia ly đó. Dạ. Không, nó chỉ là sự đối lập thôi, dạ, đúng không? Là... Dạ. Đa số mấy bài hát sắp tới của tụi em sẽ nói về chia ly. Sẽ nói về buồn đau khổ. Nhưng mà vẫn có một sự hy vọng ở đó. Dạ. Mong mọi người cùng lắng nghe ạ. Dạ vâng. Và bài hát này nằm trong album sắp tới của Vũ Thịnh và Fanny. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho hai bạn ấy với dự án kết hợp đầu tay này được lên sóng vào tháng 10 năm nay. Và đầu tháng 10 sẽ là dịp để chúng ta cùng ủng hộ thả tim cho dự án này nhé. Còn bây giờ thì xin trả sân khấu lại về cho một ca khúc Chili nhưng mà vẫn còn nhiều hy vọng của Fanny và Vũ Thịnh. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Cứ Quên Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Thiện Mai với phần trình diễn của ca sĩ Vũ Thịnh Fanny. Sẽ phải bỏ, anh xin lỗi vì ta đã yêu nhau.
về sau nhưng xót xa lòng lại càng đau. Cứ để một lần thảnh thơi quên đi em. Lòng xin lỗi vì hai ta phải chia đôi, bao nhiêu lần gian dối vỡ nát con tim rồi, vì anh chỉ có mang cho em niềm đau lâu cũng sẽ phai màu. Anh xin lỗi vì ta đã yêu nhau. Lòng lại càng đau, cứ để một lần thành thơ. Cứ quên đi em, tình chẳng quên màu phai. Cứ quên đi em, vì chặng đường dài còn nhiều chông gai. Đôi khi là vì lý trí, hay lý do mãi mãi là bao lâu. Vậy thôi cứ để hạnh phúc cho người xa. Cha lòng lại càng đau, cứ để một lần thành thơ quên đi em. Trôi theo mây vỡ tan, tình nồng say mà em vẫn quên thế sao? Chắc có lẽ là do em ngại tương lai này, chẳng thể bước cùng bên nhau về đâu mai sau. Nếu biết trước bây giờ con tim này như buồn đau, thật tâm ngày xưa là em chẳng dám đưa tay với lấy đâu hỡi anh. Có lẽ cho anh xin được yêu đôi một lần, mặc cho duyên phận hay ánh mắt vô tâm đã qua nhiều lần. Vì anh đâu nào hay cứ ngỡ duyên tình trông gai, màu hồng chưa phai, thì ra người ta yêu thương em nhiều hơn. Nhắn vỡ cơn mưa vô tình nếu có điều gì, thì cứ khóc thật to để xóa đi tia nắng đã nhạt màu. Bài ca đang còn vang thấm đẫm muộn sầu em mang, dù biết nhưng sao em vẫn còn. Bây giờ con tim này như buồn đau, thật tâm ngày xưa là anh chẳng dám đưa tay vào lấy đâu hỡi anh.
cho em xin được yêu đuối một lần. Mặc cho duyên phận hay ánh mắt vô tâm đã qua nhiều lần. Vì em đâu nào hay cứ ngỡ duyên tình trong gai. Mộng hôm chưa phai, thì ra người ta yêu thương anh nhiều hơn. Nhân với cơn mưa vô tình nếu có điều gì thì cứ khóc thật to để xóa đi tia nắng đã nhạt màu. Bài ca đang còn vang thấm đẫm muộn sầu anh mang. Dù biết nhưng sao anh vẫn còn yêu. Có lẽ cho em xin được yêu đuôi một lần. Mặc cho duyên phận hay ánh mắt vô tâm đã qua nhiều lần. Vì em đâu nào hay cứ ngỡ duyên tình trong gai. Mộng hôm chưa phai, thì ra người ta yêu thương anh nhiều hơn. Nhân với cơn mưa vô tình nếu có điều gì thì cứ khóc thật to để xóa đi tia nắng đã nhạt màu. Bài ca đang còn vang thấm đẫm muộn sầu anh mang. Dù biết nhưng sao anh vẫn còn yêu. Dù biết nhưng sao em vẫn còn yêu. Cảm ơn Fanny và Phủ Thịnh về một món quà rất ngọt ngào. Thưa quý vị, để quay trở lại trong chương trình của chúng ta cùng với câu chuyện đang được kể, chúng tôi sẽ được kết nối với một trong những vị khách mời có mặt ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong không gian này họ không chỉ là quý vị khán giả đến thưởng nhạc hay là những người bạn lâu năm, mà đặc biệt còn là các anh chị em nghệ sĩ, những người sẽ trực tiếp biểu diễn trong chương trình. Mà không gian ở trên sân khấu thì rất là ấm cúng. Giống như Hương là em trở thành vũ công bất đắc dĩ thì em có thấy thoải mái không? Dạ, em nói chung là thì mọi người cũng biết là em không có nhảy được, nhưng mà thôi, hai miễn sao hai bạn vui thì em vui rồi. Yeah. Bên này thì Hương không có nhảy được nhưng rất sẵn sàng. Còn Trung Huy thì sao ạ? Xin truyền mic cho Trung Huy. Thấy bạn lúc nào cứ sơ hở ra là bạn nhảy thôi. Không biết là nguồn cảm hứng nào đã đến với Trung Huy trong bộ môn nhảy này ạ? Dạ, trước tiên thì em xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây ạ. Thì em chia sẻ một chút xíu là trước đây em có quay với anh Thịnh một... Trước đây em có quay với anh Thịnh một bộ phim, phim Học Đường, thì chưa có nghe anh Thịnh hát. Hôm nay em nghe anh Thịnh hát em thấy... Thấy cuốn đúng không? Cuốn quá chị. Dạ. Ơi, cuốn quá, không ngờ là anh hát live hay như là thu đĩa. quá hay, và anh có anh Danh Bi ở đây nữa. Anh là một thanh xuân của em. Dạ. Dạ. Ồ. Dạ, dạ, em xin chúc live show của... anh Vũ Thịnh và chị Fanny được thành công và được mọi người yêu thích. Xin cảm ơn. Cảm ơn Trung Huy, một trong những gương mặt yêu thích nhất của chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Còn bây giờ sẽ là một phần rất là quan trọng. Chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả những ai đã ủng hộ, đồng hành để biến giấc mơ này thành hiện thực. Từ một cái câu chuyện của chàng trai hát nhạc ballad và cô gái hát nhạc cover, họ đã gặp nhau, yêu nhau và biến thành chuyện tình chúng mình. Mini live show này chị tin không phải là một mini show duy nhất, mà sẽ còn mở ra rất nhiều những câu chuyện âm nhạc khác nữa. Bây giờ xin mời Vũ Thịnh sẽ gửi lời cảm ơn đến các nhân vật chính mà em muốn mời lên sân khấu nha. Lần đầu tiên thì tụi em đang rất là cảm động và đang rất là xúc động, bởi vì cái mini live show đầu tiên của bọn em được mọi người rất là yêu quý, và mọi người đã có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Mặc dù là có những người rất là bận, có những người mà phải dành thời gian để tới với bọn em, thì là lời nói chung đi, là cảm ơn chung trước, là em xin được cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thứ hai là em xin cảm ơn những người bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay và ngồi ở đây cổ vũ bọn em và đưa cho bọn em những cái ý kiến rất là hay và thưởng thức những ca khúc của bọn em. Mong rằng là mọi người sẽ góp thêm những cái ý kiến về ca khúc của bọn em nữa để bọn em ngày càng tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây chưa phải là bài kết cuối, nhưng chắc chắn sẽ là lúc rất thích hợp để chúng ta gửi lời cảm ơn bằng những bó hoa tươi thắm cho những khách mời và là những người anh, người chị, người bạn đã luôn đồng hành với mình. Em có muốn gọi tên mọi người để mọi người có thể kịp xuất hiện trên sân khấu hay không? Dạ vâng ạ. Chắc là bọn em gửi lời cảm ơn tới những anh chị đã giúp bọn em và đã đồng hành cùng bọn em từ những ngày đầu bọn em đi hát và biết tới bọn em. À, ví dụ như em xin được giới thiệu một người rất là nổi tiếng, anh Minh Tuấn Hàng Xanh. Dạ, em xin mời anh Minh Tuấn lên sân khấu nha. Giám đốc của một chuỗi điện thoại Minh Tuấn Mobile ạ. Sắp tới mua iPhone 14 vô dạ. Facebook anh Minh Tuấn nha, mọi người được giảm giá phải không anh Tuấn? Em mời anh. Đọc phốt Fanny Vũ Thịnh nha mọi người.
Dạ, tiếp theo em xin mời anh Tiêu Thiên Vũ ạ, là giám đốc marketing của chuỗi hải sản Hoàng Gia. Là một người anh rất là thân thiết và rất là đáng yêu của bọn em. Cảm ơn Tiêu Thiên Vũ đã dành thời gian cùng gia đình đến ghé thăm chương trình đặc biệt này. Cảm ơn những bữa ăn chất lượng của bạn. Em xin mời anh Nguyên Cát bên cửa hàng giày Su ạ. Xin mời anh Trần Nguyên Cát, giám đốc công ty giày Store Chui. Xin mời anh Bùi Duy Ngọc, một người bạn rất thân của Vũ Thịnh ngay từ đầu lập nhóm ạ. Xin mời anh Nguyễn Nhật Hoàng, founder thương hiệu thời trang Degree. Xin mời anh Nguyễn Đình Nghĩa, giám đốc ạp hẹn hò Wild Day. Xin được mời anh Khoa Sen, CEO founder thương hiệu thời trang Dirty Cons. Xin mời chị Bảo Trâm và đạo diễn Brandon. Không biết là anh Duy bên nhãn hàng Degree còn ở đây không ạ? Nếu mà anh còn đây, anh lên với em nha. Và xin mời Fanny Vũ Thịnh sẽ thay mặt cho ban tổ chức gửi những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến sự hiện diện của các anh chị, không chỉ là trong hôm nay mà còn trong hành trình nghệ thuật ngay từ những bước đầu tiên của Fanny Vũ Thịnh và của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ ở đây. Cảm ơn các anh chị về những đóng góp này. Dạ, chắc là lời nói riêng thì em xin cảm ơn những anh chị đang có mặt đây ngày hôm nay. Còn rất là nhiều những anh chị khác đã giúp đỡ bọn em trên con đường này. Thì em xin phép được gửi lời cảm ơn sau tới mọi người. Cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều vì đã ủng hộ bọn em. Cảm ơn gia đình Fanny vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn bác, cảm ơn anh chị. Cảm ơn Sinh Đô nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả đến từ các fan club và đặc biệt là fan club của Fanny Vũ Thịnh, những người bạn đáng yêu của chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đồng hành. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các em. Chắc em xin phép được mời mọi người xuống chỗ ghế ngồi một xíu. Bây giờ có một tiết mục đặc biệt với mọi người ạ, đặc biệt lắm, đặc biệt dã man. Mọi người thử đoán xem là tiết mục gì nào. Tiết mục gì vậy? Xe duyên hả? Xe duyên. Em rồi. Muốn được xe duyên với ai ở đây không? Ở đây ai cũng hết không ơi. Thôi không, không để mọi người chờ lâu nữa ha. Chắc dạ vâng, bọn em xin phép xuống để chuẩn bị ha. Vậy tụi chị phải mất bao lâu? Không, nhanh lắm ạ. Nhanh lắm đúng không? Vâng. Xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với mini show ngày hôm nay. Và đây là tiết mục cuối cùng của chương trình, cũng là tiết mục làm cho các cô gái nãy giờ trong thời gian ngày giấy lao tranh cãi nhiều nhất. Câu trả lời đang nằm trên sân khấu và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng đến với tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay. Đôi gần hết đau lo, ta mỉm cười.
chối. Tay ta đan tay môi khẽ chạm vào môi. Chỉ có hai ta và một trời bình yên. Dẫu cho thế giới thôi xoay, ta vẫn như gió với mây. Chẳng có điều gì làm chia đôi. Ngày nửa lại trôi, tay ta đan tay, môi khẽ chạm vào môi. Chỉ có hai ta, có hai ta. Xin chào người quen. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào tất cả mọi người. Chào các anh chị khách mời. Chào bé. Chào tất cả các bạn khán giả. Và em gửi một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến anh Vũ Thịnh và chị Fanny. Ngày hôm nay là một cái sự kiện rất là đặc biệt mà đã mời em đến đây biểu diễn một tiết mục cũng rất là đặc biệt dành cho một người con gái rất là đặc biệt như thế này. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Thì chắc có lẽ mọi người cũng biết em qua chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ, cũng ít cũng nhiều cũng đã biết em rồi. Thì em cũng có một màn tỏ tình với một cô gái có một biệt danh do tự em đặt, đó là Tiểu Công Chúa. Và ngày hôm nay em đến đây sẽ có một phần quà rất là đặc biệt dành cho Tiểu Công Chúa ấy. Chỉ một người duy nhất, mãi mãi là một người và không có một ai khác, đó chính là Trần Vân ạ. Bạn bè em không có nhiều, em chơi rất là chọn lọc. Và em biết rằng là những người giống nhau sẽ hút nhau. Đó, em và anh Trường Năng Lượng giống nhau đã hút nhau rồi. Ok. Và em sẽ quyết định. Sẽ quyết định điều đó bằng một bạn. Và một trời bình yên. Dẫu cho thế giới thôi xoay, ta vẫn như tình bạn ngọt ngào. Và em tin chắc chắn rằng là lát nữa khi chương trình kết thúc là anh có đợi em không hay anh sẽ về? Anh đợi em chứ. Không có một ai khác, đó chính là Trần Vân ạ. Xưa ấy đã xa rồi.
nào, xin chào bạn Đắc. Chào bạn Vân. Đến đây trong đầu anh sẽ nảy ra hai cái option. Hoặc là em sẽ rất là vui, hai là em sẽ rất là giận. Nhưng mà cái option thứ hai nó sẽ xảy ra nhiều hơn nha. Em nhìn cái bối cảnh này em có nghĩ là anh sẽ tỏ tình em lần hai không? Chưa giờ từng nghĩ luôn. Chưa giờ từng nghĩ luôn. Thì ngày hôm nay thì cứ nghĩ đi, đây chính xác là buổi tỏ tình lần hai dành cho em rồi đó. Thực sự là lúc nãy, vừa lúc nãy thôi, anh có nói với em là em cứ đi làm đi, anh đi làm xong anh chạy về, tối anh sẽ ghé anh đón em. Anh nói hai lần. Em có nghĩ là anh đến anh đón em về không? Hay là chỉ là đón em quay xong về? Chắc thế á. Chắc là quay xong rồi đón về thôi. Quay xong đón về thôi. Ờ. Chứ không nghĩ là anh sẽ đón em về. Rồi. Cái chữ đón này đáng ra nó phải cho trong mặt kép mà viết đây. In hoa hết thì sao? Chắc là chú ý rồi. Lúc nãy anh đã tính là viết in hoa lên hoặc là viết trong mặt kép rồi. Nhưng mà em sẽ nhận ra thôi. Chắc chắn em sẽ nhận ra. Cho nên là anh cứ viết thường thôi và anh nhấn mạnh lại hai lần. Nhìn những cái món ăn trên bàn này á, nó đơn sơ nhưng mà em có nghĩ lý do tại sao anh lại chọn những cái món này không? Cơ bản là anh biết em cũng rất thích ăn chay nên là anh mới chọn, đúng không? Thực sự là đây không phải là món em thích nhất. Rồi, nhưng mà đây là những cái món mà lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng nhau. Thì nó sẽ có canh rong biển, nó sẽ có xương sáo. Nhưng mà anh nghĩ là món này thì mình để nhìn thôi. Món này thì mình để nhìn thôi. Nhưng mà để em hiểu cái tấm lòng của anh là ok rồi. Thôi thì mình order món khác đi. Ok. Ok, đây là thực đơn đây. Rồi. Menu món chay có món đầu tiên là khai vị lạch sóng. Em cứ đọc hết đi rồi em order từng món. Best seller là cọc. Cọc. Món chính, I meet you đường dài. Tráng miệng đèn xanh đèn đỏ. Chúc quý khách có miệng hết. Vậy mình ăn từ trên xuống nha. Ok. Ok. Thì cái món khai vị là cái món lạch sóng. Em có nghĩ lạch sóng hay là cái gì không? Ai biết? Không biết. Thực ra là từ cái hôm ghi hình đầu tiên là lần đầu tiên mình chính thức gặp mặt nhau ở ngoài. Từ cái thời điểm đó tới thời điểm hiện tại thì đa phần ngày nào mình cũng nói chuyện, đúng không? Hoặc là dù ít hay dù nhiều thôi, giờ mình cũng nói chuyện với nhau. Nhưng mà thật ra cái cảm nhận từ anh á, cái ban đầu thật sự chúng ta nó có một cái gì đó nó lệch sóng với nhau thật. Kiểu như là anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng mà cái mối quan hệ này chưa cho phép anh quan tâm em nhiều đến mức như vậy. Anh muốn hỏi thăm em rất nhiều, nhưng mà anh lại sợ em bận. Tại vì anh biết là ở thời điểm hiện tại thì mọi người theo dõi Vân, mọi người cũng sẽ biết là tình cảm là thứ Vân đặt ở hàng thứ. Công việc Vân mới đặt lên đầu tiên, đúng không? Cho nên là anh cũng không dám nhắn tin nhiều hay nói chuyện nhiều. Chỉ đơn giản là hỏi là em có khỏe không, ngày hôm nay em như thế nào, hôm nay em như làm như thế gì. Không lẽ thì ngày qua ngày lặp lại thì anh cứ hỏi là em ăn gì chưa, em uống nước chưa, hay em làm cái gì. Thì nó cũng rất là nhạt. Và anh nghĩ nó mình không cùng tần số với nhau rồi, tại vì hai người nói chuyện càng ngày nó càng xa nhau hơn á. Nhưng mà anh vẫn muốn duy trì cái mối quan hệ này, là ngày nào anh cũng nói chuyện thêm.
Và anh cảm nhận tới thời điểm hiện tại thì để mà nói nó lệch sóng nữa thì nó sẽ không lệch sóng nữa rồi. Đúng không? Không chắc hả? Ok. Thoải mái lên nào bạn, thoải mái lên nào. Bạn thấy thẳng, tôi khác thẳng lưng lên, thẳng lưng lên nào. Đó, thoải mái lên, banh cúc áo ra. Này. Banh cúc áo ra rồi, thoải mái. Rồi, ok. Rồi. Cái món tiếp theo là cái món cọc. Thật ra là anh tính để là cái từ là thẳng. Tính của Vân á tất cả mọi người, ai mà hiểu được Vân á thì rất là trân quý cái tính của Vân. Mà thật sự là lúc đầu anh rất là bỡ ngỡ khi mà hai người mới gặp thôi. Mà nói thẳng luôn, em sai cái gì cũng nói, em làm cái gì cũng nói. Rồi kiểu như là anh bị sợ á. Xong nhưng mà sau đó thì hai đứa lại nói chuyện với nhau một cách bình thường lại. Thì em cũng rất là vui vẻ mà nói chuyện với anh. Cái từ thẳng ở đây thật ra là nó có một lần em nói một cái câu mà làm anh suy nghĩ đến rất là lâu. Phải rồi, rất là lâu nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà thẳng là anh cũng nói luôn là anh hỏi thăm em, hôm đó em đi làm về muộn. Xong anh hỏi em là mình nói chuyện với nhau qua lại, anh cảm giác như là em sẽ có một cái chút gì đó hơi mè nheo, nhớ không? Xong anh lại nói em, ôi hôm nay mè nheo nữa ta. Xong em lại bảo là anh nghĩ em mè nheo à, anh nói vậy là em không thích đâu. Cảm giác như là anh nói chuyện như vậy là em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Là cái câu đó tới thời điểm hiện tại là anh vẫn nhớ. Và kiểu như là từng lúc khi mà nói chuyện với em, anh sẽ suy nghĩ xem thử là à, mình nói cái này có đúng hay chưa, mình nói cái này nó có hợp ý Vân hay không. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ á, những lời anh nói ra thì anh không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì anh đã phần nào hiểu được cái tính của em rồi. Tiếp đi. Em có biết tại sao là hôm nay anh để rất nhiều khăn giấy trên bàn không? Cơ bản là anh biết em sạch sẽ thôi, nhưng mà em không rảnh để lau cho chương trình đâu. Nếu như ăn là chúng ta sẽ lau đúng không? Để còn xem trạng thái của cái bát với đĩa như nào. Anh rất là bất ngờ ở em á. Là lần đầu tiên xuất hiện em lau tất cả mọi thứ trên bàn luôn. Kể cả cái mắt kính của anh em cũng lau nữa. Cái điện thoại của anh em cũng lau nữa. Và em lau đi lau lại rất là nhiều lần. Và mình bởi ấn tượng đó, ủa trời ơi, sạch đến cái mức mà là không thể nào sạch hơn được nữa. Nó giống như là một cái máy hút bụi, nó mang một cái tần số maximum luôn rồi đó. Là kiểu như là máy hút bụi được sản xuất bởi ba mẹ tao vậy đó. Ghê thật sự. Dần sau đó thì anh mới cảm nhận được là cái sự sạch sẽ này nó không phải là một ngày một bữa mà tạo nên tính cách của cô này. Mà kiểu như là nó đã đi vào trong cái kiểu như là mindset trong đầu của em là tôi phải sạch như vậy. Và thậm chí là cái lần thứ hai gặp, em lau tất cả mọi thứ trong phòng, anh rất bất ngờ mặc dù nó rất sạch. Lần ra nhà Đức á? Ừ đúng rồi. Ví dụ như anh nha, anh đến nhà bạn thì anh sẽ lục tủ lạnh người ta trước. Còn em thì em sẽ đi kiếm cái chổi trước. À, em lau bất chấp là coi thử là người đó có phải là bạn thân của em hay không, hay là mặc dù đến nhà là sẽ lau. Và tính anh thì cũng rất là hay sạch sẽ. Có một hôm anh xém để lộ bản chất sạch sẽ quá của mình rồi đó. Yeah. Đó. Nhớ không? Không. Kiểu như là mọi thứ đều rất là hợp với mình. Và mình phát tín hiệu lên vũ trụ rằng ước gì một ngày nào đó mình sẽ được lên đây để bày tỏ cảm xúc với người con gái mình thương một lần nữa. Mình có bàn với nhau về cái việc là anh có quay lại với em lần hai hay không, đúng không? Anh nói là không. Anh đến với chương trình này em cũng biết và em cũng nhận ra anh không phải vì fame. Tất cả không phải vì fame mà anh là vì em. Anh mới đến với chương trình. Thì anh có nói là nếu như một ngày nào đó mà cái cảm xúc của anh và em á nó tiến triển hơn nữa thì anh mới tự tin đăng ký tham gia chương trình.
Nhưng mà cái lúc đó thật sự là anh, trong lòng anh rất là muốn quay lại với em. Và cái hôm mà em đi quay á, anh có kể với em rồi. Anh ở nhà như một thằng đần vậy á, vác điện thoại lên nhắn rồi. Hôm nay em như thế nào? Hôm nay em ra làm sao? Em đi quay có vui không? Nhưng mà mục đích cái câu hỏi của anh là hôm nay có ai tỏ tình em không á. Đừng rời tôi nhé em ơi, vì trong tôi còn. Nhưng mà không hỏi được. Nhưng mà cũng rất là vui là lúc ra về thì em bảo là không. Thì lúc đó kiểu như là trạng thái tâm lý nó vui lại rồi. Tại vì anh sợ một người nào đó hợp với em hơn đến tỏ tình thì em sẽ về mất. Mà ở trong cái cuộc đời này của anh á, nó có hai lần làm anh sợ nhất. Một lần nó đã diễn ra rồi, và một lần nó sắp diễn ra và nó có khả năng diễn ra. Lần đầu tiên là khi mà anh bước chân lên Sài Gòn, anh thấy ba anh lần đầu tiên, ba anh khóc vì anh. Và lần thứ hai là anh rất là sợ, và cái điều đó nó chưa diễn ra, là anh sợ một ngày nào đó em sẽ đi về với một người con trai khác mà nó không phải là anh. Đã bao lần đứng đó nhìn người bên ai, lòng anh như thất lại. Lúc đó anh không biết mình sẽ làm như thế nào. Mình sẽ đối diện với nó như ra làm sao. Anh có nhắn với em một câu là chưa có một cái trường hợp nào tiểu công chúa đã có rồi, hoàng tử đã có rồi, mà hoàng tử lại nằm ở nhà đợi tiểu công chúa, chờ một chàng hoàng tử khác đón tiểu công chúa mình về. Cái cảm giác đó nó đau kinh khủng khiếp lắm đó. Nhớ em anh đã cố quên. Đắng cay hai chiều em không biết tả như thế nào cho mà nó. Yêu đương sẵn tôi, hôm nay phải nói câu chia tay. Thật ra chương trình hỏi anh là đợt này quay lại thì anh có muốn làm cái gì giống như đợt trước hay không? Có hát lô tô hay không? Có số số đồ này kia hay không? Có hò hát đồ hay không? Anh nói là nó qua cái giai đoạn đó rồi. Bây giờ em cần Vân hiểu em hơn thôi. Thực sự là em vào đây cũng 6 ngày rồi đúng không? 8 ngày chứ. À. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà mình nói chuyện với nhau 3 tháng không bằng mình gần nhau gần 8 ngày gần đây. Anh có cảm giác như là mình đã gần nhau được 8 tháng hoặc là rất là lâu rồi nữa. Và anh cũng đã dự định nếu như mà ngày hôm nay thành công, anh cũng đã nói với em, nếu như ngày hôm nay thành công thì anh sẽ xin công ty chuyển công tác ra Bắc luôn để được gần em. Anh không mơ ước hay cao khá gì nhiều, đưa em tới cuối chặng đường tên tình yêu. Xa một chút, xa một chút, xa một chút, xa để ta mãi bên nhau. Mình đến món tiếp theo nha. I miss you. Em có nghĩ là cái từ này là cái từ gì không? Anh nói đi. Nó có rất nhiều lần chứ không phải là một hai lần. Anh nhắn với em là sau khi mà nhắn tin xong á, chúc em ngủ ngon á, anh sẽ kèm với từ là I miss you vào đây. Thực ra tận sâu trong đáy lòng của anh muốn nói là anh rất là nhớ em. Anh thấy nhớ em, anh thấy rất nhớ em. Mà không thể nào anh nói ra bằng lời được rằng anh rất là nhớ em. Nó có một kỷ niệm tới thời điểm hiện tại thì nó sẽ chắc chắn thì em sẽ không bao giờ quên được. Anh chắc chắn không bao giờ quên là có đợt anh nói với em là anh nhớ em quá. Anh lấy hết dũng khí, lấy hết can đảm ra anh nói với em là anh nhớ em quá. Xong cái em mới bảo là nhớ thì ra đi, đúng không? Nhưng mà hết hứa hả? Hả? Hết hứa rồi còn gì? Đúng, anh không muốn giải thích thêm, tại vì nếu mà giải thích thì mình sẽ là một người quỷ biện.
thì anh đã thất hứa với em một lần đó. Thì hôm bữa em nói, anh hỏi là sao ông hứa ra Hà Nội mà ông không ra. Thì anh muốn gửi một lời xin lỗi đến em là từ nay về sau Đắc sẽ không hứa nữa, và Đắc chỉ làm thôi. Này em hãy đến đây tôi nói em nghe. Dù là mưa, anh xin phép em một điều được không? Anh nói đi. Khó nhỉ. Nói chuyện gì với em này? Hay là anh đang lo lắng điều gì mà anh không nhìn thẳng vào mặt em? Anh sợ em sẽ nghĩ sai về anh đó. Em có nghĩ gì đâu, không nghĩ gì cả, em vẫn đang nghe anh nói đây. Anh có thể nắm tay em thử được không? Tại sao ạ? Anh muốn nói với em một câu. Anh rất là thương em. Có lẽ cho em xin được yêu đôi một lần, mặc cho duyên phận hay ánh mắt vô tình đã qua nhiều lần. Vì anh đau nào hay cứ nỡ duyên tình trong vai, một thân chưa phai. Thì ra người ta yêu thương anh nhiều hơn. Nhân với cơn mưa vô tình nếu có điều gì, thì cứ khóc thật to để xóa đi tia nắng đã nhạt màu. Bài ca đang còn vang thắm năm một. Anh biết là trong đầu của em hiện tại nó nhảy rất là nhiều những cái từ ngữ trong đầu. Nhưng mà em cứ hãy là em thôi. Và dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn tôn trọng cái quyết định của em mà. Đó, cho nên là không có gì phải suy nghĩ nhiều đâu ha. Cái một cái tiếp theo nữa là một cái từ, một cái món chính, đó là cái món đường dài. Thì biết khoảng cách từ Trà Vinh cho tới Bắc Ninh là 1860 km. Muốn thì mình sẽ tìm cách, mà không muốn thì mình sẽ tìm lý do. Thì anh sẽ làm mọi cách để được gần em. Thì em có nói với anh là đâu nhất thiết anh thích em anh phải ra ngoài Bắc với em đâu, đúng không? Nhưng mà nó có cái đợt mà em bị bệnh á. Hôm em vào trong Nam em bị bệnh á. Xong em về ngoài Bắc, em nằm viện, xong em khóc. Thì em có biết là anh hỏi em rất ít, nhưng mà anh suy nghĩ rất nhiều. Một người đàn ông đã nói từ thích người ta mà người ta bệnh. Mình ở trong Nam mình chả làm được gì cho người ta hết. Thì lúc đó anh mới nghĩ là thôi mày đừng nói cái từ thích người ta nữa. Đến cái tư cách để mày nhớ người ta thôi nó còn không có nữa. Lấy gì mà mày nói từ yêu hay từ thương với người ta. Đó là lý do mà anh, nó thúc đẩy cái tinh thần anh đến cái mức là nếu lần này mọi thứ thành công ổn định, anh chắc chắn sẽ ra ngoài Bắc cùng với em. Xin hôn đôi môi em thật lâu, để cho phút giây đêm nay đôi ta nguyện cầu. Cảm ơn cuộc đời vì em đã đến. Cái đường dài này nó thực ra nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa nữa. Người ta nói là dù có bận đến cách mấy đi chăng nữa, thì nếu như thật sự mình vì người ta, mình yêu thương người ta thật lòng, thì nó cũng không có bận, và nó cũng không có gì gọi là xa. Chu Minh Đức chắc chắn sẽ rất hiểu cái lịch trình của anh, và đã đến công ty của anh xem anh áp lực với công việc của anh như thế nào. Tất cả mọi thứ bủa vây, cứ 5 phút Đắc ơi, 5 phút Đắc ơi, 5 phút Đắc ơi, 5 phút Đắc ơi. Nhưng mà chỉ cần em nói là ông qua là đồ cho tôi đi, anh sẽ qua ngay. Anh bỏ tất cả mọi thứ, mặc dù là anh sẽ bị chỉ trích ở với phía công ty đó, anh sẽ qua ngay. Ông mua trái cây cho tôi đi, anh sẽ bỏ mọi thứ anh qua ngay.
Tại vì đối với anh á, em thì đang để công việc lên đầu, còn anh là công việc của anh đang rất là ổn định, và anh muốn tìm một người nào đó đồng hành cùng với anh xây cái tổ ấm của mình, để anh có động lực hơn, anh làm những thứ to tát hơn trong cuộc sống của mình. Và có một điều mà anh cảm nhận là, không phải anh cảm nhận mà anh rút ra rằng một điều là cả cuộc đời này chắc có lẽ anh sẽ không tìm một ai khác phù hợp với anh hơn là em. Mình nói đây có thể là chương trình sẽ cắt cái khúc này. Em đọc comment mà em rất là xót. Mọi người chả hiểu lý do tại sao mọi người lại chỉ trích Vân rất nhiều. Trong khi cô gái này rất tuyệt vời, tướng đứng của cô ta như thế này, cách nói chuyện của cô ta như thế này, cách suy nghĩ của cô ta như thế này, tại sao bạn lại phán xét một người như vậy, trong khi đó nó đã là con người thật của người ta rồi mà bạn lại đi phán xét? Chỉ cần đúng gu thôi. Anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi cách để níu giữ cái tình cảm của mình. Và không có một cái cơ hội nào đến với một người nào đó hai lần đâu. Và thật sự ngày hôm nay nó đã đến với anh hai lần. Và anh sẽ nắm bắt cái cơ hội này. Và mặc dù nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng manh, cái lúc mà anh bước lên đây thì cái tỷ lệ anh nghĩ trong đầu nó là 50-50. Nhưng mà thời điểm anh ngồi đây á, nó chỉ còn 0.00005% thôi. Tại như thế? Em... Yêu không ngày mai, dù cho anh sẽ mất đi nụ cười, nhưng vì quá yêu em, vì quá thương em, đau ngậm ngùi anh vẫn bước bên em. Vì lỡ yêu em rồi, vì lỡ thương em rồi, vì nắng đeo bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vơi vơi nơi đôi mắt em. Cầu vồng lên ngàn sao đêm, ông thầm mong được bên em. Vì lỡ cho sai khờ, vì lỡ đã mong chờ, vì anh chẳng bao giờ có thể làm đôi mi của em ướt. Em có biết cái cảm giác là từng cái khoảnh khắc mà 8 ngày hôm qua anh muốn nó dừng lại, là mỗi một ngày anh đều được ngắm mặt mộc của em. Anh ước thương em rồi, nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong bầy về nơi đôi mắt em. Cầu vồng lên ngàn sao đêm, ông thầm mong được bên em. Trời ơi, lỡ đã mong chờ, vì anh chẳng bao giờ có thể làm đôi mi của em mất đi anh một lần. Khi anh thôi không còn yêu em, còn thương em, đằng sau em dõi theo em. Anh ước là những cái khoảnh khắc đó nó sẽ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và anh rất là vui vì mình may mắn được làm điều đó. Tại vì không phải ai cũng làm được điều đó, và ai cũng có tư cách làm, mà mình vui, mình may mắn mình được làm những cái điều đó cho em. Mình sẽ đến cái món tiếp theo nha. Này, đèn xanh đèn đỏ. Cái món này quen đúng không? Rất quen, nó đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần hơn 3 tháng vừa qua. Cứ cho là anh ngộ nhận đi, nhưng mà anh cảm nhận được
một khoảnh khắc nào đó hoặc một giây phút nào đó em đã bật đèn xanh cho anh. Anh hỏi thì anh có muốn nghe câu trả lời không? Câu hỏi đã đặt ra, dù cái câu trả lời nó có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn nghe cái câu trả lời đó từ em. Một cách rất dễ hiểu thôi, rằng nếu như em bật đèn xanh cho anh thì chắc chắn là em đã không tham gia chương trình này từ lúc đấy rồi. Nhưng em rất là tôn trọng anh. Và sau khi cái màn tỏ tình của lần đầu tiên anh em mình gặp nhau ấy kết thúc ý, em nói là em rất muốn giữ mối quan hệ này, vì là chúng mình giống như những người bạn rất là tốt ấy. Nên là em vẫn sẽ trả lời tin nhắn của anh. Và đôi khi bạn ấy sẽ có lúc XYZ, có lúc bực mình rồi là lúc vui thì sẽ vẫn chia sẻ với nhau mà. Đúng không? Đúng không? Đúng. Có khi nào anh nhắn tin mà em không dép không? Không. Như thế là rất là thiếu tôn trọng người khác đúng không? Cái tỷ lệ nó bây giờ là gần như là 0% rồi đó. Sống trong hiện tại này, đừng sống trong tương lai. Cứ ở hiện tại đi. Anh sẽ có một cái món quà cuối cùng anh muốn dành tặng cho em. Hy vọng là em sẽ thích cái món quà này. Đón nhận nha. Ok. Em ngồi đây à? Em có thể đứng lên cùng anh. Ok, em đứng lên nhé. Em có thể quay vào trong. Anh sẽ xuống phía dưới, sẽ tặng cái món quà đó cho em. Em có thể đứng vào đây. Dù cho bao khó khăn ngang chia cánh mây,
cũng chẳng thể xa rời. Hai đôi ta vốn dĩ đã là sinh ra để là dành cho nhau. Em đi đến lễ đường, sáng em đi đến lễ đường, đêm yêu thương hạnh phúc cùng ngàn lời chúc đôi mình. Mây và gió chân trời đó đã nhìn thấy, anh và em đã tìm thấy được tình yêu, dù cho bao khó khăn ngang chia cánh mây cũng chẳng thể xa rời. Điều anh luôn ước mong tìm kiếm giờ đây sẽ chẳng là giấc mơ. Được lắm. Tao bị mất mình lau nhà 3 tuần. Chắc có lẽ thì mời bé lên đây nha. Ok. Đi đường xá rất là xa rồi, rất là mệt, rất là cực. Thì em có cái lời gì muốn nói với chị không? Đó. Chào chị bé nha. Em xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong xung quanh hôm nay ạ. Em thì là một người bạn gần như là thân thiết, thân cận của chị Vân, cũng như là một người em nuôi của chị Vân và hiện tại đang là trợ lý riêng của chị Vân. Thì hôm nay chắc là chị đang rất là bất ngờ vì lý do tại sao em lại xuất hiện đây mà không phải là ở Bắc Ninh. Tại vì mày gửi cho hình chị yêu của mày đó. Chụp hình lại nhà của chị như thế nào mà chụp hình là đã lau nhà chưa mà mày vẫn gửi đủ chứ chị. Mà không ngờ mày ở đây, không ngờ luôn. Sao mà giỏi đấy, tính trước à? Hay nhờ bác Quyên chụp? Thực sự là em phải lấy rất nhiều can đảm để có thể bước lên đây. Thì từ khi hai chị em mình gắn bó đến nay thì như chị thấy thì em hầu như là các clip mà chị quay về thời trang thì em rất là né và em không muốn xuất hiện. Và em rất là sợ đám đông. Và em cũng biết là thực sự là chị của em thì đã độc thân 6-7 năm nay rồi. Em biết là nhiều khi một mình thì chị cũng cô đơn lắm chứ. Suốt ngày biết vùi đầu vào công việc mà thôi. Chị của em thì là một người khá là thẳng tính. Rất thẳng tính và run luôn này. Bình tĩnh và tự nhiên nữa. Đó vừa là ưu điểm cũng như là nhược điểm. Sẽ có người yêu, người thích cái sự tự nhiên đấy của chị. Nhưng cũng không tránh được việc là sẽ có người có những lời nói không hay đến chị. Những lúc như vậy em cảm thấy rất là muốn bảo vệ cho chị. Thực sự là trong suốt thời gian qua thì em cảm thấy rất là biết ơn chị vì đã dạy dỗ cho em rất là nhiều điều, bao bọc, yêu thương và bảo vệ em rất nhiều và sâu thẳm trong tim em. Thì em cũng mong chị có được hạnh phúc. Chị thường nói với em là mình phải yêu thương bản thân mình nhiều lên
nói rất nhiều luôn. Vậy thì hôm nay cô gái của em hãy mở lòng, mở cửa trái tim của mình để cho mình có một người bạn đồng hành, người để che chở, bảo vệ chị trên chặng đường sắp tới, cũng như là cho mình một cơ hội. Thực sự ngoài anh Đắc ra thì em không thể tìm được một ai khác để tin tưởng hơn, để trao chị gái của em cho anh. Nên cho anh ước một lần, trong một vào giấc mơ, anh sẽ nắm chẳng đánh buồn. Giữa bầu trời rông lớn bao la, nay chỉ còn có mỗi hai ta. Cái hôm mà em bước vào Sài Gòn em quay thì tối ngày hôm đó gần 11 giờ hay là 12 giờ gì đó, Huệ mới nhắn cho anh một cái dòng rất là dài. Và anh đọc xong anh cảm giác như đây là một cái liều doping, nó thúc đẩy cái tinh thần của mình hơn. Nó giống như là đứng ở phía sau anh á, để mà anh phải làm, anh nhất định phải làm. Và anh sẽ, ngoài cái việc mà anh giữ lấy cái tình yêu của anh ra, còn anh muốn thay cô bé này bảo vệ em nữa. Anh rất muốn biết là anh em mình chưa biết nhau từ trước, chưa nói chuyện với nhau bao giờ, mà tại sao em lại nhắn cho anh những cái dòng tin nhắn đến như vậy. Và em quyết định là ngày hôm nay em vào Sài Gòn. Anh cũng rất là bất ngờ với cái quyết định của em. Thật sự thì em và chị hầu như là có sử dụng điện thoại của nhau rất là nhiều. Và em hầu như là đêm nào em cũng thấy anh nhắn tin quan tâm, an ủi, cũng như là không thiếu một ngày nào luôn. Và em có thi thoảng lướt trên các mạng xã hội thì em có thấy một số bạn comment, chỉ cần là nhắc đến chị thôi thì tất cả anh đều rep comment của họ. Và cái cách anh trả lời họ khi nhắc về chị cũng rất là chân thành, tất cả đều hiện lên sự chân thành. Và em cảm thấy là chàng trai này đã nhận được một điểm cộng từ em. Tới cái giây phút này á, thì anh thật sự mình phải dùng một cái từ là biết ơn. Khi mà mình phát tín hiệu ra vũ trụ thì vũ trụ đã đáp lại cái lời kêu gọi của mình. Nhìn thấy người mình yêu chắc chắn một ngày đó sẽ hạnh phúc với một người khác, và em không chấp nhận được điều đó. Và bé Huệ là cái người mà giống như là vực dậy cái tinh thần của em. Nó cách đây gần 7 ngày, 5 ngày vậy, rất là gần. Và cảm ơn em rất là nhiều vì xuất hiện ngày hôm nay. Thì món quà cuối gửi tặng cho em thì anh nhờ Huệ nha. Từ từ cho em hỏi một chút, đó là cái lúc chị với mày mà đi làm về, sao mày kể về giấc mơ của mày là mày mơ anh Đắc lên tỏ tình chị, sau đó là có mày. Thì lúc ấy là rào trước với chị rồi đúng không? Chị đã nghi nghi rồi, sau còn dở cái giọng dỗi dỗi ra là chị không tin em à. Nhưng mà để em kể với chị là giấc mơ đấy hoàn toàn có thật. Tại vì là cái hôm mà em đọc comment của anh Đắc với một bạn, thực sự là em đến tận bây giờ em vẫn rất ấn tượng. Là bạn ấy comment là sẽ như thế nào nếu mà một người đàn ông khác lên và dẫn chị về. Thì anh ấy trả lời là sẽ đau lòng lắm đấy. Em đọc cái dòng đấy xong tự dưng em lại cảm thấy thương chàng trai này. Có mơ thấy anh Đắc lên tỏ tình chị lần hai mà chị thực sự chị không tin luôn. Nhưng mà cái hôm mà tiễn chị ra sân bay thì về thì cứ nhắn tin soạn đi soạn lại, sau lại xóa, sau lại nhắn lại. Thì cuối cùng đêm chắc cũng phải hơn 11 giờ rồi em mới gửi tin nhắn đến cho anh Đắc. Và em gửi để em ít nhất là em không bị cảm thấy là mình đang rất muốn làm mà mình không làm được. Và thứ hai là để em muốn kiểm tra anh này. Thì em có đặt rất rất nhiều câu hỏi đến cho anh này, nhưng mà thực sự là câu trả lời nào cũng rất là thuyết phục em. Em đã hỏi rất là nhiều
hỏi rất là dài luôn. Thì sau cái dòng tin nhắn của hai anh em như thế thì em mới quyết định là sẽ vào đây và giúp anh, cũng như là để chị và anh có thêm một cơ hội nữa. Em mong rằng cái quyết định lần này của mình là đúng đắn. Thôi, em không hỏi gì nữa đâu ạ. Thực sự là cảm ơn Huệ rất nhiều. Tí nữa anh em mình về nói sau. Thì món quà cuối cùng, đây thật sự là cuối cùng anh muốn tặng cho em. Em có thể về đó ngồi. Em mở ra thôi, anh sẽ cầm em mở ra thôi. Đó là một cuốn sổ tay à? Khoan, đợi. Đợi anh tí. Đây là một cái quyển sổ, người ta hay gọi vui là một quyển sổ tỏ tình. Nếu em ngày hôm nay á, em cho anh một cơ hội để là người bên cạnh em, chăm sóc cho em, chở che cho em, thay em làm tất cả những cái công việc mà đáng ra em không phải làm, anh sẽ là người gánh thay em. Này em hãy đến đây, tôi giữ cho em một ngày mưa trong vắt, một chiều mây lơ đãng dịu dàng em đến. Hy vọng là em sẽ cho anh một cơ hội để làm người bạn đồng hành cùng với em. Nếu như em đồng ý thì em sẽ lật mở nó ra. Còn xem đây. Đúng rồi, thì sẽ xem đến cuối cùng, sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho em. Còn nếu như mà ngày hôm nay anh và em chỉ có thể hợp làm bạn hoặc là làm tri kỷ gì đó, anh cũng sẽ sẵn sàng rất là vui. Nó cũng sẽ không buồn như lần trước đâu, anh sẽ rất là vui. Anh sẽ nép về phía sau, hỗ trợ em hết mình, giống như là những ngày qua chúng ta đã từng đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà anh không cho em rửa sổ. Nếu mà đồng ý thì mình sẽ mở ra, tại vì ở phía sau nó là một món quà rất là đặc biệt. Một thông điệp gì ạ? Nó là cả trái tim chân thành của anh ấy. Nếu nước mắt cho đi bao nhiêu thương thì cố mãi xa, anh sẽ không khóc để cô rơi lấy những thông điệp của chúng ta. Đồng ý. Đầu tiên là cảm ơn mọi người vẫn còn cố gắng ngồi đây để xem hai ông bà già này tỏ tình nhau. Cảm ơn chị Trinh. Khoảng thời gian gần đây thì những lúc nào em cần anh hỗ trợ thì anh rất là sẵn sàng support em, rất là nhiệt tình, em rất biết ơn điều đấy. Và sao nhỉ, anh có nhớ những cuộc hội thoại giữa bà già Trần Vân và bạn Đắc không? Nhớ. Anh có nhớ câu em nói là em có hỏi về gia đình của anh ý, anh bảo là anh ước gì có được một người em như là Huệ. Sao em mới nói về anh là Huệ không phải em gái ruột của em, nhưng mà nó rất là đáng yêu và rất là thật thà, rất là ngoan. Sau đó em mới hỏi anh là thế gia đình anh có mấy người, anh bảo là chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Xem mới nói tiếp là thế sao anh không bảo bố mẹ sinh thêm em bé. Anh nói là bố mẹ anh không đẻ nữa. Thì anh biết về sau là gì không? Anh biết. Anh có muốn em nói ra không? Đó là câu trả lời của em. Anh có muốn em nói ra không đã? Em nói là hay em là em gái của anh nhá. Và lúc đấy anh mặt không biết nói gì cả. Vì em thấy anh bảo là ở một mình rất là buồn ấy. Thì lúc đó em lại nói là thế thì em làm gái của anh đi cho vui. Vì em cũng rất thích có anh trai mà quan tâm ấy. Thực ra xin lỗi anh trai của em ở nhà nhá.
anh trai ở nhà của em ý, thì cũng rất là khắc khẩu với bố mẹ em. Và có những lúc khoảng thời gian phải 2 đến 3 năm và em với anh trai em không nói chuyện với nhau. Chỉ vì hai người không hiểu nhau ấy. Dù là anh em ruột thịt ở chung nhà với nhau nhưng mà coi nhau như người vô hình ấy. Hồi đấy em vẫn còn nhỏ nữa, nhưng mà ngậm lại bây giờ em rất là buồn. Tất nhiên là bây giờ đã có làm hòa rồi, nhưng mà tính cách mà anh trai em rất là cứng đầu, đôi khi là ngang nữa, nên là có những lời nói mà anh ấy nói ra với bố mẹ em, với em cảm thấy là thực sự là anh đấy cũng đang bị tổn thương, vì anh đấy cũng đổ vỡ trong hôn nhân. Em rất thương anh trai của em. Đôi khi là mở mồm ra là sẽ khắc khẩu thôi, nhưng mà mình hiểu rằng là bởi vì họ cũng bị tổn thương bởi một câu chuyện của chính mình nữa. Cho nên là nhiều khi em rất muốn là có một người anh quan tâm mình ý. Nhưng mà ông ấy thế thôi, nhưng mà đến lúc nhờ lái taxi ra sân bay thì vẫn chở, nhưng mà về vẫn phải bảo là tinh tinh cho anh nhé. Và nhớ. Thì đấy, anh hiểu câu chuyện của em không? Anh có thấy buồn không? Cuốn sổ này em cũng hơi tò mò vì không biết phía cuối của nó có cái gì. Chắc là sẽ có nhiều câu tâm tư của anh trong này. Anh đến với chương trình này, em cũng biết và em cũng nhận ra anh không phải vì fame. Tất cả không phải vì fame mà anh là vì em. Cả cuộc đời này chắc có lẽ anh sẽ không tìm một ai khác phù hợp với anh hơn là em. Nếu như ngày hôm nay thành công thì anh sẽ chuyển công tác ra Bắc luôn. Anh sẽ làm mọi cách để được gần em. Ngoài anh Đắc ra thì em không thể tìm được một ai khác để tin tưởng hơn, để trao chị gái của em cho anh. Em mong rằng cái quyết định lần này của mình là đúng đắn. Anh có muốn nói gì với em trước khi em đưa quyết định không? Tất cả những điều mà anh làm cho em, anh có hỏi em, ủa em có biết tại sao là anh lại làm như vậy với em hay không? Thì em mới nói là chỉ có thích em mới làm như vậy thôi. Thì anh có mới nói là như vậy đã quá đủ rồi. Người mình thương đã biết mình thương người ta, và người ta đã nhận ra được điều đó, thì anh sẽ rất là vui và anh không hỏi thêm bất kỳ một điều nữa. Và tới thời điểm hiện tại, đứng ở đây lần thứ hai, và anh đã làm tất cả những thứ mà anh nghĩ là mình có thể trong khả năng của mình đến thời điểm hiện tại gửi đến em rồi. Tâm lý của anh đến đây thì thật sự là mình cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận như thế này. Và anh cũng đã hứa với em là anh sẽ không buồn như lần đầu tiên nữa. Bằng mọi cách, nguồn năng lượng của em sẽ truyền qua anh. Anh sẽ rất là vui. Và anh sẽ đón nhận nó và biết ơn nó. Có những tích tắc nhá, có những tích tắc em quan sát anh mà em không nói, em nghĩ trong đầu là ông này cũng được phết. Vui chưa? Đang ngủ. Nói câu này mọi người đừng buồn nha. Anh đừng buồn nhá. Em sẽ không mở nó đâu. Chúng ta sau này sẽ tốt thôi, cho dù chẳng thể đi bên cạnh nhau. Dù thế giới bao nhiêu, em sẽ không mở nó tại đây. Trái tim hiện tại của em bây giờ ấy, thực sự ấy, là cái nhịp đập của nó rất bình thường. Để mà nói là bây giờ em rung động anh ấy,
hay là lần trước thì hiện tại là không có. Hiện tại em không hề rung động. Bây giờ nó lại đập nhanh rồi này. Khó hiểu. Con gái thế. Anh khó hiểu dần rồi. Không có một cái cơ hội nào đến với một người nào đó hai lần đâu. Và anh sẽ nắm bắt cái cơ hội này. Và mặc dù nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng manh. Cái lúc mà anh bước lên đây thì cái tỷ lệ anh nghĩ trong đầu nó là 50-50. Nhưng mà thời điểm anh ngồi đây á, nó chỉ còn 0.00005% thôi. Nếu như em bật đèn xanh cho anh thì chắc chắn là em đã không tham gia chương trình này từ lúc đấy rồi. Cái tỷ lệ nó bây giờ là gần như là 0% rồi đó. Thật sự là hiện tại em không có rung động. Cũng giống lần trước. Chưa có một cái trường hợp nào tiểu công chúa đã có rồi, hoàng tử đã có rồi, mà hoàng tử lại nằm ở nhà đợi tiểu công chúa, chờ một chàng hoàng tử khác đón tiểu công chúa mình về. Cái cảm giác đó nó đau kinh khủng khiếp lắm đó. Tận sâu trong đáy lòng của anh muốn nói là anh rất là nhớ em. Không thể nào anh nói ra bằng lời được. Từ nay về sau, Đắc sẽ không hứa nữa. Và Đắc chỉ làm thôi. Anh rất là thương em. Niềm vui giữ em thôi, nỗi buồn cứ mang cho anh. Mỗi một ngày, anh đều được ngắm mặt mộng của em. Anh ước anh ước là những cái khoảnh khắc đó nó sẽ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng cái ghế của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì em cũng không ngồi nữa. Mặc dù là trái tim không rung động đâu, nhưng mà cô em bay từ ngoài Bắc vào đây rồi anh rất chân thành như này thì trước tất cả mọi người đang ngồi đây, trước chị Trinh, nhà gái, nhà trai cùng ekip cũng như là toàn bộ chương trình thì em sẽ cho bản thân mình một cơ hội. Và cơ hội đó em sẽ dành cho anh. Và cơ hội đó em sẽ dành cho anh. Ôi. Ôi. Em đi đến lễ đường, những miếng thương hạnh phúc cùng ngàn lời chúc tôi mừng. Mây và gió trong trời đã nhìn thấy, anh và em đã tìm thấy được tình yêu. Dù cho bao khó khăn ngang chia cánh mây cũng chẳng thể xa. Thật là bất ngờ, chúng ta lại có thêm một cặp đôi mới của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Nhưng đây không phải là sân khấu của Tỏ Tình Hoàn Mỹ mà là mini live show của Vũ Thịnh và Fanny. Dường như là vía của hai bạn quá tuyệt vời rồi. Mọi người ơi, một tràng pháo tay cho Đắc và cho Vân nhé. Cảm ơn Huệ rất nhiều vì đã không quản ngại đường xá để mà đến đây. Vân ơi, mọi người thật sự tò mò không biết là trong cuốn sách là gì đó. Chị có muốn xem không? Chị rất là muốn xem. Để em mở nhé. Có phải quay ra camera không? Có hình con chó này. Nó là một câu chuyện và đến cuối cùng thì à,
chiếc nhẫn ạ. Không chơi gì nữa. Kết quả mà chúng tôi không ngờ nhất. Một cô gái bản lĩnh khó tính như Trần Vân, một anh chàng mà chúng tôi cứ tưởng rằng là sẽ bỏ cuộc, như đã cuối cùng đã quay về bên nhau trong tiếng gọi của tình yêu. Sao chị lại bảo em bỏ ở đây? Thôi đi, biết trước rồi. Vậy thì mới chốt kèo nhanh được cái đắt chứ. Thực ra là chiếc nhẫn này em cũng đừng có áp lực khi mà em mang nó lên cái tay của mình. Giống như lần trước là một chiếc nhẫn kẹo ngọt, nó giống như là khởi nguồn của một mối quan hệ. Thì cái chiếc nhẫn này giống như là nó là một dấu ấn để chúng ta bước qua một mối quan hệ khác. Nếu mà có duyên thì nó sẽ là những chiếc nhẫn to hơn. Thậm chí là sau này chúng ta sẽ có cưới nhau, có con cùng với nhau, hoặc là tình yêu bạc, tình yêu vàng, hoặc là tình yêu kim cương gì đó. Thì đó là tương lai, anh sẽ không hứa trước, nhưng mà hiện tại anh hứa là anh sẽ yêu em mỗi ngày. Cảm ơn rất rất nhiều. Và bây giờ còn chờ gì nữa, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, trong một sân khấu đẹp lung linh, ngọt ngào, lãng mạn, Đắc sẽ nói gì với Vân? Em cho phép anh được bước vào trái tim của em, làm người bạn đồng hành, cũng giống như là người bạn trai bên cạnh để che chở em được không? Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đời non, là ánh sáng của chị Hương. Từ đây chỉ cần đeo chiếc nhẫn vô sẽ có người ủi đồ cho. Đắc ơi, một cái là có người ra sân bay đón liền, thậm chí có thể bay ra Hà Nội để đồng hành. Chị ơi, em bị lỡ thôi. Thứ mà em sẽ mất là chiếc ghế đó, nhưng thứ em sẽ còn là tất cả những người bạn ở đây, những lời chúc phúc. Và một chàng vệ sĩ riêng sẽ đi đấu tranh với từng anti-fan cho em bằng tất cả trái tim và sự hy sinh của họ, và được chấp nhận bởi những người thân yêu nhất của mình. Em lựa chọn đi. Buồn, vui, xui, tình bạn. Em muốn bắt đầu mối quan hệ này nó thật là vui vẻ trước. Em hãy đeo vào nón vui đi. Chị rất thích nón vui vẻ. Niềm vui sẽ làm nở ra hoa của rung động và của rất nhiều điều tốt đẹp khác. Chúc mừng Đắc và chúc mừng Trần Vân. Thanh Y, Vũ Thịnh ơi, một lời chúc thật ngọt ngào cho hai bạn trẻ chứ gì? Chị thấy tụi em nhả vía ok không? Nhân dịp mà hôm nay là mini live show của Thịnh và Thanh Y thì cũng có một cặp đôi mới ra về, và mong là hai người sẽ luôn yêu thương nhau, tìm hiểu nhau một cách thiệt là sao á anh? Chân thành. Mong rằng tình yêu này sẽ đi đến những kết quả đẹp, gặt hái được những niềm vui, và nói chung là sẽ có happy ending nữa để nhà trai nhà gái được đi dự nè. Thế luôn nè, vui quá trời. Cảm ơn Wow Day vì trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Và quả thật ngày hôm nay lẽ ra chúng tôi đã kết show mini này á vào một tiếng trước, và lẽ ra đây cũng không phải là sân khấu chuyên dụng dành cho chương trình Tỏ Tình để chúng ta có thể hoàn thành phần kết nối chỉnh chu hơn. Và lẽ ra một cô gái khá là cứng đầu và bản lĩnh như Trần Vân sẽ không dễ dàng say yes, nói vâng. Và tất cả chỉ là một câu hỏi mở là liệu việc tìm hiểu này có thể phát triển thêm không? Liệu sự an tâm, sự bảo bọc, sự tin tưởng này có thể nở ra rung động hay không? Tất cả còn là sự chứng minh lâu dài của chàng trai mà Trinh nghĩ là đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một người theo dõi, của một fan hâm mộ, của một người vệ sĩ, của một người anh lớn. Và quan trọng nhất, có dáng dấp của một người bạn đời. Chúc mừng hai bạn và mong là hai bạn sẽ dành nhiều thời gian nữa để tìm hiểu nhau, không vội vàng gì cả. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng có mặt ở đây chứng kiến hạnh phúc của Vũ Thịnh, Fanny, và đặc biệt là cặp đôi mới trộm vía đến từ sự ngọt ngào này là Đắc và Vân.
Dạ, em biết là chương trình này cũng khá là khuya rồi, nhưng mà cho em sẽ nói một ít lời thôi. Em rất là cảm ơn các anh chị biên tập rất rất là nhiều, đã luôn bên cạnh và hỗ trợ em rất là lớn. Và đặc biệt là chị Vi Mai đã chuẩn bị cho em một cái bộ trang phục như thế này. Tại vì hồi nãy em cũng chuẩn bị một bộ trang phục rất là đẹp rồi, nhưng mà chị lại nói là nó hợp với lại cái tông ở phía sau, em sẽ chìm đi, chị không muốn mày xấu trước mặt mọi người. Thì em rất là cảm ơn chị rất là nhiều. Và một lời cảm ơn nữa là đến anh Vũ Thịnh và chị Fanny. Tại vì em không nghĩ là ngày hôm nay với một bối cảnh đặc biệt như vậy mà em lại được xuất hiện và em lại được thể hiện cái tình cảm của mình như thế này. Và tiếp theo là em cảm ơn chị Trinh. Chị Trinh đã có những cái lời động viên rất là đúng lúc, và những cái lời mà cảm giác như là chị nói khá là ít nhưng mà nó xoáy thẳng vào trong trái tim của em á. Nó giống như là cái động lực và nó giống như là một ngọn đuốc soi đường sắp tới em sẽ làm gì, em sẽ như thế nào đối với cái cuộc tình này. Em nghĩ là nó sẽ rất là gập ghềnh và chông gai, nhưng mà em sẽ ủi cho nó bằng phẳng lại. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, anh cảm ơn em. Cảm ơn sự có mặt của em khi cô ấy cần. Và chúng ta sẽ chúc cho những điều tốt đẹp nhất để ngọn lửa nhỏ này thổi bung thành một tình yêu lớn quý vị nhé. Và từ đây thì Trần Vân sẽ không còn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc nữa, nhưng mà những số mà cô ấy đã quay thì vẫn phát sóng, là mọi người thông cảm với Trần Vân một chút nha. Ok. Nhân vật chính ngày hôm nay không còn là Fanny, Vũ Thịnh và Hút Chót nữa, mà Trung tâm Spotlight sẽ được chúc mừng cho cặp đôi trẻ Trần Vân và Ngọc Đắc ạ. Chúc mừng hai bạn đã có thể ra về với nhau. Tạm biệt Trần Vân. Anh có nghĩ là ngày mai anh có việc không? Ôi, ngồi yên. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn bạn. Em cảm ơn chị rất nhiều. Trời ơi. Em không, chị em hỏi em hỏi sổ lên đó. Cảm ơn anh. Em cảm ơn luôn. Em cảm ơn chị.